All right. Hi, Min. How are you? Fine, Ken, how you doing? Good, 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 good. Em khỏe lắm. Hồi sáng giờ anh cứ đi tắm biển chưa? Nhưng mà bữa nay trời sương mù quá, ra ngoài đó thì trong thành phố thì rất là nắng, nhưng mà ngoài bữa nay Yeah. rất Nhưng mà mỗi ngày anh tắm biển phải không? Mà anh tắm mỗi ngày như vậy là được bao lâu? Xa bao nhiêu? Anh bơi bao nhiêu? Bao xa? Mỗi ngày bơi chừng 3/4 mai. 3/4 mai. Mà 3/4 mai như vậy là khoảng chừng bao nhiêu thời gian? Khoảng chừng nửa tiếng, khoảng Nửa đó, tiếng. 20 phút, nửa tiếng tùy theo. Mà cái đó là anh bắt đầu cái như vậy anh bắt đầu hồi nào ở trong cuộc sống của anh á? Bắt đầu thì thật ra hồi nhỏ mình đã bắt đầu rồi. Bị lớn lên trong gia đình mà thứ nhất là sống ở Vũng Tàu, và cái thứ gì nữa là gần biển đó, là cái thứ gì nữa là ba má thì rất thích thích bơi lội, thành ra vì hai cái lý do đó thì đã tập bơi từ hồi 6 tuổi hay gì ra đã. Mà anh bơi ở cái nhà của anh đó là anh đi đi bộ xuống là tới 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 nước rồi phải không anh? Đi bộ thì có chừng 10-15 phút ra Mà tới nhà. anh bơi vậy anh có bao giờ cảm thấy nguy hiểm là ở dưới có cá mập hay là gì không? Ở Vũng Tàu thì chỉ nghe kể chuyện chứ không bao giờ thấy đó. Mình chưa bao giờ thấy cả suốt cái thời gian cho tới 17 tuổi mà ở Vũng Tàu đó thì không có thấy. Tại Mấy em đứng ở trên nhà của anh á, em nhìn xuống mấy lần á, em thấy run run, mà em cũng nghe là anh kể cho em nghe là anh cũng bơi ở dưới đó mỗi ngày á, em thấy trời biển như vậy nó bao la mà nó ở dưới cái nước nó đậm mà đâu có thấy được cái gì ở dưới đâu, em thấy ghê quá, mà nước mà nó lạnh lạnh là nhiều khi có cá mập á, cá sấu dưới. Không thì có thể lắm, nhưng mà trong đời sống lúc nào nó cũng có những cái rủi ro, thì mình lái xe trên trên xa lộ chẳng hạn cũng có thể tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thành ra mình cũng không có thể nào mà lo nhiều quá cho Nói mình. tới tai nạn á, và rủi ro đó là lúc này anh COVID có ảnh hưởng đời sống của anh hàng ngày không? COVID thì cũng không có đến nỗi nào lắm, bởi vì tương đối là mình không có làm việc trong cái ngành mà healthcare hay là cái ngành mà những cái việc mà phải gần gũi nhiều người quá đó, thì thành ra cũng không có đến nỗi khó khăn lắm. Thì Công việc của anh hàng ngày không có bị ảnh hưởng nhiều. không, nhà chỉ có Hương Anh đó, bà xã đó thì làm việc về về ngành y tế đó, thì gặp bệnh nhân rồi gặp những người làm việc chung trong nhà thương đó, trong nhà hỗ trợ. Mà COVID có ảnh hưởng cái cũng như là cái cách suy nghĩ của anh là một người nghệ sĩ, anh có nghĩ tới những cái cách ảnh hưởng trong cuộc sống hàng ngày của những người mà xung quanh anh nó ảnh hưởng như thế nào hay là ảnh hưởng riêng đời anh không? Mình cũng có một vài cái phản ứng gì trong trong mới bắt đầu đến nước Mỹ và ở miền Nam Cali, thì người ta nói là nhiều người trong ngành y tế người ta nói là cái COVID-19 đó là COVID đó, nó là một cái cơn họa hiểm nghèo, một cái cơn dịch rất là hiểm nghèo mà nó không phân biệt người giàu, người nghèo, người Bất người cứ bất cứ cái lĩnh vực người nào trong được xã đâu. hội. Tuy nhiên thì cái đó thì đúng về phương diện khoa học thì có thể là như vậy. Tuy nhiên mình vẫn thấy là ở nước Mỹ chẳng hạn, cái số người mà trong những cái cộng đồng của những người da màu, những cộng đồng nhất là những người nghèo, thì họ bị ảnh hưởng nhiều hơn như những người da đen hoặc là những người gốc gốc Latin, châu Mỹ Latin, thì người ta bị cái số ảnh cái xác suất mà bị nó rất là cao, người ta rất là nhiều người bị so với những người da trắng hay là những người tương đối có cái điều kiện về đời sống dễ dàng hơn. Thì bây giờ người ta phải ở chật chội, người ta ở nhiều người trong cùng nhà này kia, người ta phải ra, người ta đi làm, người ta không thể nghỉ ở nhà, người ta không có những cái việc mà có thể làm ở nhà, có thể miễn gọi là telecommuting hay là working offline được, online được. Do như vậy mà nó cũng không hoàn toàn là không có sự kỳ thị trong đó. Mình thấy nó cũng một cái chuyện mà mình cũng để ý. Cái thứ nhì đó là
song song với đó thì mình lại thấy là đây cũng là một dịp cho cá riêng cá nhân mình á, cái dịp mà không có bị nhiều cái sự chi phối bên ngoài nữa, như là mình thường đi buổi tối nhiều khi nhất là cuối tuần thì thường đi chơi, đi ăn ở ngoài hay là gặp bạn bè hay là thăm gia đình này kia, thì bây giờ mình không có làm được những chuyện đó, thì hai vợ chồng ở nhà thì mình không có bị phân tâm nhiều, thành ra không có bị mất những cái thời giờ trong những cái chuyện đó, thì thành ra mình nghĩ là mình có thể tập trung hơn nhiều vào cái việc thế như mình đang viết kịch bản hay là mình đang làm một cái việc gì đó, mình không có bị những cái sự phân tâm. Dạ, vậy là cái là một cái đại khái là một cái điều tốt trong cái đời cá nhân của anh. Bên cạnh đó thì có những người nhiều người khác thì đây là cái rất là khó khăn. Những người sắc dân khác thì trong cái hoàn cảnh khác. Nói tới mà sắc dân á, hồi đó anh có sống bên Pháp một thời gian mà lúc mà anh còn trẻ mà phải không? Đúng rồi, thì sau khi học trung học xong đó thì nó cũng tình cờ nó xảy ra rằng lúc là trong cái khoảng giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến, thì mình cũng vừa học xong trung học. Thì, cái năm mấy anh? 75. Thật ra cuối năm 74. Thì mình được Pháp, đi du học ở Pháp. Một cái tình cờ mà nó cũng là một cái dịp để cho mình thấy được cái thế giới, một cái thế giới khác hơn là cái xã hội Việt Nam trong cái cuộc chiến. Mà anh đi cuối năm 74, lúc đó là anh mới tốt nghiệp high school, rồi anh qua bên Pháp để học đại học hả anh? Rồi anh qua đó anh học môn gì? Thì ban đầu á thì qua đó mình có một cái học bổng để học về cơ khí hàng không. Aeronautics, aeronautics engineer. Thì nhưng mà trước đó đó thì mình phải học thêm về tiếng Pháp, thì cũng một thời gian ngắn thì mình học thêm tiếng Pháp, và trong lúc học về cơ khí hàng không đó thì mình cũng khám phá ra là cái thành phố mà mình đến học ở Pháp đó tên là Poitiers, là một cái thành phố mà rất là xưa, nó có từ thời La Mã là có một nhà thờ rất là xưa từ thời La Mã. Anh nói thành phố nào anh? Poitiers đó ở giữa Paris với lại Bordeaux, nhà trên đường giữa từ Paris đến Bordeaux. Thì cái đây là một cái địa điểm rất là xưa, một cái thành phố mà nó đã có từ cái thời Trung cổ, và bây giờ đó và cái lúc mà mình ở đó đó và cho tới bây giờ cũng vậy, nó là một cái trung tâm để nghiên cứu về nền văn hóa Trung cổ của châu Âu, một trong những cái chỗ mà nổi tiếng nhất. Thành mình cũng tò mò về chuyện đó, thì mình cũng có bắt đầu tìm hiểu trong lúc học Aeronautical Engineering, thì học cơ khí hàng không, thì mình cũng đi học một vài lớp, chỉ làm với cái hình thức như là một người dự thính dự thính chứ không phải là ghi danh thực sự, nhưng mà mình rất là thích. Khi đó tiếng Pháp mình cũng còn hạn chế, thành ra có thể là cái sự thu nhập của mình cũng không có nhiều, nhưng mà mình rất là thích. Sau đó thì có dịp đọc thêm những cái sách vở và coi những cái phim tài liệu, là nói chuyện với những người bạn mà học trong cái ngành đó đó, thì đó là cả một cái như nó đem mình về một cái thế giới hoàn toàn khác. Đó là một cái dịp mà mình ngoài khoảng cái không gian của khoa học, là một cái không gian rất chất lịch sử, chất văn hóa nhiều hơn. Mà cái lúc đó bên Pháp á, anh qua bên Pháp anh có cảm thấy là ngoài ra cái tiếng nói mà chưa có học được tiếng Pháp hoàn toàn đó, anh có cảm thấy là anh có thể gia nhập với xã hội có dễ không? Thì nó cũng dĩ nhiên là có rất nhiều cái khó khăn, thì nhưng mà mình nghĩ cái lúc đó mình cũng còn trẻ, thành ra tương đối nó cái chuyện hội nhập nó dễ dàng hơn cái chuyện mà mình dễ mở rộng, mình dễ thích những cái chuyện mà mới lạ rồi đó. Thì đối với cái tuổi trẻ nó dễ dàng hơn. Mình kể một cái thí dụ như là hồi mình mới qua, thì trong cái giai đoạn đó ở bên Pháp cũng có nhiều cái nhóm họ biểu tình, họ chống lại cái không như cuộc chiến Việt Nam, thì lúc đó mình không có thấy, nó có rồi, mình ở thành phố Poitiers mình thấy, nhưng mà trên cái đại học Poitiers thì có cái nhiều nhóm mà tổ chức những cái buổi biểu tình để chống lại cái chính phủ ở
ở bên Tây Ban Nha. Yeah. Tổ quốc đó thiên về phía hữu phái liên quan tới nhà cầm quyền Franco. Yeah. Thì lúc đó mình mới qua mình cũng chẳng biết Franco là ai, mình cũng chẳng biết nhiều về nhóm đó. Nhưng mà mình nghe các bạn bè rủ đi đi xuống dưới biên giới miền Nam của nước Pháp, sát biên giới với Mexico để biểu tình. Thì đi cũng phải cả đêm rồi mới xuống tới đó, rồi cả một sáng hôm sau mình mới xuống tới dưới đó. Mà tham gia vào mình đi thì càng đi mình càng học được Franco là như thế nào, phong trào phát xít ở yeah. ở châu Âu là như thế nào, và tham gia vào cuộc biểu tình đó là một cái điều hết sức là mình nghĩ là nó để lại một cái ấn tượng. Yeah. Mà khi đó là mấy người bạn của anh mà mời anh đi á, là người Pháp hay là người Việt Nam? Người Pháp, những cái thành phố Poitiers đó thì rất là ít sinh viên Việt Nam. Yeah. Cả thành phố, cái đại học thì khá lớn, nhưng mà cả thành phố thì chỉ có một vài người sinh viên Việt Nam. Mà tụi này không có dịp gặp nhau nhiều là bởi vì ở đó, đó thì nó cũng có một cái dorm, nhưng mà rất là nhiều người thì ở trong thành phố, một số lớn thì ở trong thành phố, rồi một số nó ở dorm, và một số là họ mướn nhà ở ngoài đó. Yeah. Rồi có những cái phương tiện di chuyển cho nó dễ dàng, thành thành lúc đó phải đi xe bus hay là giờ sao thì mua được cái xe gắn máy thì mới có dịp Yeah. đi chơi với bạn bè nhiều hơn. Nhưng mà mới ban đầu qua thì chỉ trong vòng mấy cái người bạn học chung trong cái ngành học với mình đó, cùng Yeah. ngành học với mình thì họ hoàn toàn là người Pháp hết. Thì Anh đó có thể kể cho em cũng như là cái lúc mà mình anh tới trường thì anh không có quen ai, rồi nó có cái những cái chương trình mà orientation cho những người mà international student, hay là làm sao mà tự nhiên một người tới cái trường đại học rồi mình là người Việt Nam, mình không có một cái dây mối nhợ, mình có connection với những người ở đó, là làm sao mà mình tự 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 nhiên mà mình tham gia với xã hội của người Pháp được? Thì cái đó nó cũng có cái may mắn là như vậy, hoặc một cái không may mắn là mình qua trễ. Đáng lẽ cái khóa mùa thu người ta bắt đầu từ khoảng tháng 10, cũng giống như bên Mỹ này vậy đó, tháng 9, tháng 10. Nhưng mà mình qua trễ tới tháng 12, mình gần tháng 12 thì mình mới qua. Thì trong cái giai đoạn đó đó thì giai đoạn ban đầu đó thì họ có những cái lớp mà người gọi là hướng dẫn đó để cho mình, người Mỹ gọi là orientation đó, để cho mình biết là đi ăn uống ở đâu, cái trường học mình ở đâu, rồi tất cả những cái dịch vụ khác để mà họ giúp đỡ cho sinh viên. Thì cũng may mắn là mình có quen một cái anh đó ở Việt Nam, anh người Việt Nam mà anh ở anh đã làm việc ở trong cái đại học đó từ lâu rồi. Anh là một cái người giáo sư về cũng về cái ngành cơ khí hàng không, cái là tình cờ thôi. Đó mình thì mình mới qua mình chưa có học liền cơ khí hàng không, bởi vì bên Pháp cái hệ thống của bên Pháp là mình phải học 2 năm về khoa học trước, rồi sau đó khi mình ra trường rồi mình mới học, mình mới có một cái chuyên môn. kỳ thi tuyển, nếu mình đậu thì mình vô rồi 3 năm chuyên về cái ngành ngành gì mình chọn đó. Thì nếu mình thích về engineering thì thích về kỹ sư thì mình có thể lựa những cái ngành, thì có thể cái ngành đó nó ở Poitiers hay nó ở những cái nơi khác trên nước Pháp. Thì thì cái anh đó thì là giáo sư ở trong cái trường về cơ khí hàng không ở Poitiers, có giúp mình đi làm những cái thủ tục để ghi danh vào đại học, để tìm phòng để ở, muốn một cái căn phòng để ở, rồi mình chỉ cách đi ăn uống ở đâu rồi kia. Mà cái thời gian đó là cuối năm 74 đó, thì ở Việt Nam lúc đó thì chắc cũng là dữ dội, những cái này những cái kia nó đang xảy ra đó. Thì anh có liên lạc với nhà thường xuyên, anh có nói chuyện với những người ở nhà là tình hình nó như thế nào ở Việt Nam không, rồi nó có làm cho anh cũng như là gây cái nối loạn trong đầu anh về về cái bình an cho một người mà mới rời Việt Nam cái thời gian đó? Nhưng mà em được biết là cái đó là một cái thời gian rất là nóng bỏng phải không, gần là một cái thời gian nóng bỏng, thì một người sinh viên á như anh, là trong đầu anh cái tâm lý của anh là như thế nào hồi cái thời gian đó? Thì đúng rồi, Ken nói đúng rồi, vì cái thời gian đó nó hết sức là nóng bỏng, vì cái cuộc chiến nó đã qua một cái giai đoạn, nó đang diễn ra một cái giai đoạn hết sức là khốc liệt. Và cho nên trong mấy tháng đầu đó mình cố gắng viết thơ, thì hồi trước đó viết thơ nhiều khi phải 2 tuần nó mới tới, nhanh lắm là nhanh lắm là cũng phải 1 tuần. Mà hơn nữa nhà mình ở tỉnh ở ở ở Sài Gòn, không có ở Sài Gòn, ở Vũng Tàu,
thành ra cái thơ nó còn đi thêm một mấy ngày nữa Yeah. mới xuống tới Vũng Tàu. Thì đó là cái cách duy nhất. Cách thứ nhì là gọi điện thoại, nhưng mà mình không có cái phương Phương tiện để gọi điện tiện. thoại dễ dàng. Như là cái sự khác biệt bây giờ rất lúc đó đó. Và ở nhà mình lúc đó thì cũng không còn điện thoại nữa. Mình nhớ khá rõ là trong lúc đó là không có còn điện thoại nữa. Trước đó thì có một thời gian có, nhưng mà về sau đó thì vì nó quá đắt đỏ và nó không có tiện, không có dùng nhiều đó, Yeah. không có còn điện thoại nữa. Mà ở đó muốn gọi thì cũng rất là khó khăn và đắt đỏ, vì ngay cả Pháp là một nước tương đối phát triển, nhưng mà chuyện gọi đi đi ra nước ngoài thì cũng rất là đắt, chứ không có rẻ như là bây giờ. Cái thời 90 muốn kêu về Việt Nam là cũng là cả là một vấn đề bên này, nói không hồ là năm 74, mà cái tư tưởng, cái tâm lý của anh lúc đó, anh có bị bức rứt với cái bị bối rối, hay là có quan tâm nhiều về gia đình hay là xã hội Việt Nam không? Chắc chắn là cái đó là cái mối quan tâm hết sức là lớn cho mình. Mình còn nhớ là nhiều khi buổi đêm đó thì lúc nào cũng có những cái tin tức, thì người ta nói về tin tức của nước Pháp, tin tức Âu Châu rồi này kia, rồi người ta mới nói về tin tức Việt Nam. Cho đến những ngày cuối cùng, bị gì tin tức Việt Nam nó đến cái thời kỳ mà critical rồi, thì khẩn trương rồi đó, thì người ta mới nói nhiều hơn. Thì thường thường mình ngồi coi tin tức cho là những viên Pháp, rồi từ xong những cái tin tức ở ở Pháp, ở Âu Châu rồi này kia xong, cái người ta bắt đầu người ta đi ngủ vì nó cũng trễ đó. Thì cuối cùng mình ngồi còn lại có một mình à, ngồi trong một cái phòng mà coi cái tivi, lúc đó đang trắng nhỏ xíu, ngồi coi trong cái phòng coi tivi trong cái dorm đó. Thì mình cũng còn nhớ rõ cái cảm giác mà thấy cái cuộc chiến nó càng ngày càng lan rộng, càng đi sâu xuống miền Nam đó. Thì mình hết sức là lo ngại, nhưng mà cũng không biết làm sao hơn. Là nhiều khi có đêm mình lên phòng ngủ mà cũng không có ngủ được. Đó là một cái điều mà mình hết sức là nó để lại ấn tượng khá sâu đậm. Mà lúc đó là anh 18, 19 phải không? Rồi trước đó thì anh ở Vũng Tàu, anh sanh ra Vũng Tàu, rồi anh lớn lên ở Vũng Tàu gần mé biển phải không? Đúng rồi, dạ. Thì gia đình của anh có làm việc gì ở Vũng Tàu trong cái lúc mà thời gian mà anh lớn lên đó, anh kể cho em nghe cái lịch sử của gia đình anh ở Vũng Tàu được không? Thì gia đình ban đầu khi mình mới lớn lên đó thì cũng trong cái tình trạng kinh tế cũng rất là khó khăn đó. Thành trong cái lúc đó thì quân đội đồng minh bắt đầu đổ bộ vào Việt Nam, thì Vũng Tàu đi qua một cái cuộc biến động rất là lớn. Thì những cái khó khăn về kinh tế đó làm cho Vũng Tàu ở trong cái tình trạng hết sức là khó khăn. Rồi đùng một cái khi những người đồng minh đó, quân đội đồng minh đổ bộ vào đó, thì nó đem lại một cái sự thay đổi rất nhiều. Nhưng mà về mặt kinh tế đó, nó đem lại một cái cơ hội về kinh tế mới. Thành ra nhiều người bắt đầu mở hàng quán, khách sạn vân vân. Thì ở nhà mình đó, thì lúc đó có một cái rạp chiếu bóng mà do ông ngoại đã thành lập từ 1933 lận. Rồi trong cái thời gian Pháp thuộc đó, rồi sau đó trong cái cuộc chiến tranh giành độc lập ra khỏi người Pháp đó, thì ông ngoại có tham gia vào cái kháng chiến chống Pháp. Thành ra người Pháp trở lại sau chiến tranh Việt Nam đó, họ rùng bắt và sau đó đóng cửa cái rạp bóng. Em xin lỗi anh nói là 1933. Là ông ngoại của anh. Ông ngoại của anh mở cái rạp. Mà anh hồi nãy dùng cái câu là chiếu bóng hả? Chiếu bóng là sao anh? A movie theater. Trong là rạp chiếu bóng, hay là nhất có thể ở ngoài Bắc cũng gọi là rạp chiếu bóng. Hoặc là chớp bóng. Thì bóng đây có nghĩa là cái thay vì cái hình cái thiệt đó, thì đây là một image. Mình dùng cái chữ bóng để dịch cái chữ image, mình nghĩ vậy đó. Tại vì hồi em còn nhỏ là tiếng Anh em nghe moving picture, rồi lớn á mình mới bắt đầu mình suy nghĩ, moving picture, thì cái chiếu bóng này nó cũng lần đầu tiên em nghe là anh nói cái câu chiếu bóng, thì em thắc mắc em chiếu có nghĩa là projection, nghĩa là chiếu cái gì lên,
cái màn ảnh chẳng hạn. Dạ. Nếu cái đèn pin vô cái chỗ tối hay gì đó chiếu là đem ánh sáng tới một cái nhưng mà đó. Dạ. Còn bóng đây là mình nghĩ đã bóng đây dùng để chỉ cái hình đó, cái bóng cái chữ tiếng ghép trong tiếng Việt mình chữ ghép là hình bóng. Mà 1933 như vậy là tự nhiên ông ngoại có cái ý tưởng mà mua máy hình hay là mua projection ở đâu, cái technology ông ngoại của anh tìm ra đâu, khám phá ra đâu? Trước đó ông ta là một người kinh doanh, một người doanh nhân rất là làm việc rất trong rất nhiều lĩnh vực, thì cái chuyện mà làm rạp bóng hay là chiếu bóng có khi gọi là hát bóng thì rạp chiếu bóng đó là chỉ là một trong những cái lĩnh vực kinh doanh của ông ta. Thì thật sự trong lúc đó đó ở ít nhất là miền Nam Việt Nam mà mình được biết đó, thì có thể miền Trung miền Bắc cũng cũng không có khác nhiều, vì lúc đó mình cả nước đều bị dưới cái sự đô hộ của người Pháp. Thì thì người Pháp đã đem cái điện ảnh đó vào trong Việt Nam đã khá lâu rồi. Thì và người ta đã bắt đầu khai thác về thương mại, thì những cái thành phố mà có những cái rạp phát bóng thì Sài Gòn thì trước đó rất là lâu, Vũng Tàu thì 1933 thì bắt đầu có, thì những cái máy móc lúc đó đã có rồi, đã phát vào. Và phim phim ảnh cũng vậy, vì lúc đó mình chưa có sản xuất về phim thì đa số những phim là nhập từ ở Pháp vào. Và cho tới mãi sau này đó thì những cái phim mà mình phim mà từ Âu Châu, từ Pháp, từ Âu Châu mà mình coi đó thì nó vẫn còn được nhập từ Pháp vô. Do đó nó đắp thành tiếng Pháp, nó có nó chuyển ngữ tiếng Pháp, những cái thoại đó, người nói thoại bằng tiếng Pháp, và nó chiếu phụ đề tiếng Việt ở dưới cho Việt Nam xem. Mà lúc đó là anh 1933 thì ông ngoại mua cái rạp, thì lúc đó anh chưa sinh, nhưng mà lúc mà anh bắt đầu có trí khôn rồi đó, anh hiểu cái là những cái lúc đó là những cái rạp còn không, rồi ông ngoại anh còn cái rạp, hay là lúc thời gian đó, tại vì 1933 là rất là cái thời đó rất là trước cái năm anh sinh ra, phải không? Thì mình không có biết gì về cái giai đoạn đó, rồi phát nó như thế nào, nó thành công thất bại nó như thế nào. Nhưng mà khi mà bắt đầu khoảng đồng minh đổ bộ vào đó, khoảng năm 65 rồi đó, thì ở nhà mới bắt đầu là rụt rịch cái chuyện mà mở lại cái rạp phát bóng đó. Thì hồi đó mình không biết, trước đó mình cũng không biết là nhà có rạp phát bóng nữa, vì mình còn nhỏ quá đó, đâu có để ý. Thì từ đó khám phá là nhà mình có cái rạp chiếu bóng, mà lúc đó thấy nghe là ba má là đi chạy mượn tiền rồi muốn, bởi vì cái gia cảnh lúc đó nó khá sa sút, thì cái mở lại cái phát bóng là một cái phương cái hình thức để mà tìm một cái nghề để sống. Vậy là cái lúc mà anh lớn rồi đó, là tất nhiên là cái rạp này là rạp thứ hai chứ không phải là rạp đầu tiên, hay là cùng là cái rạp đầu tiên mà ông ngoại đã mở được từ 1933 đó. Và trong thời gian kháng chiến chống Pháp đó thì bị đóng cửa. Rồi sau trong đóng cửa thời gian cũng khá lâu á, tới 60 mấy 65, 66 vậy đó thì mới bắt đầu mở lại. Mấy cái mà kêu bằng mấy cái print, mấy cái phim của thời 1933 tới 65 á, là mấy cái đó thời đó còn giữ lại ha, hay là lúc đó là mất mình hết thuê, rồi mình thuê chiếu xong rồi mình lại đem trả chứ không có phải là mình mua rồi mình giữ lại cái thì cũng giống như ở tất cả mọi nơi khác đó. Mấy cái cuộn phim đó mình đi thuê đi lên Sài Gòn thuê. Thì mình lớn rồi mình có một dịp đi với ba một lần, nhiều lần lắm anh, chứ không phải một lần, đi thuê mấy cái cuộn phim đó rồi để đem về nhà chiếu xong rồi một tuần hay là bao lâu đó mình chiếu xong rồi mình giả lại. Về cái lúc mà anh coi lại những cái phim mà lúc mà mới mở lại cái rạp lần thứ hai đó, thì lúc đó anh khoảng bao nhiêu tuổi? Lúc đó mình khoảng chừng 8-9 tuổi rồi đó. Rồi anh còn nhớ những cái phim mà gây ấn tượng trong đầu anh nhiều nhất là những phim nào? Mình còn nhớ rất nhiều những cái phim như là cái phim Kurosawa gọi là Bảy Hiệp Sĩ đó, Seven Samurai. Một trong những cái phim mà nó làm cho mình nhớ nhiều nhất là bởi vì cái sau này lớn lên đó, mình khám phá ra nó có cái lý do mà nó làm cho mình nhớ nhiều nhất là bởi vì trong khi chiếu cuộc chiến phim đó là một cái thời gian chiến tranh ở bên mình rồi 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 cái
cái câu chuyện đó là có một cái nhóm những người samurai họ tới một cái làng để họ nói là họ bảo vệ, là họ để mà bảo vệ cho dân làng khỏi cái nạn cướp gì đó. Yeah. Trong cái thời gian đó đó, người ta nhiều khi người ta có một cái ẩn ý bên trong chẳng hạn, yeah, là cái phim này là một cái phim những người đồng minh tới để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam khỏi, yeah, cái tấn công của, you know, một cái lực lượng bên ngoài, một lực lượng khác. Thì đó là một cái có thể là một cái ẩn dụ lúc đó, sau này mình ngồi mình nghĩ lại đó. Rồi cái phim thứ nhì đó là một cái remake, yeah, một cái làm lại của Hollywood, remake của Hollywood làm lại dựa theo cái cuốn phim Seven Samurai, bảy người samurai, thì gọi là The Magnificent Seven. Seven, yeah. Thì trong đó đó là một cái mình lại khám phá ra sau này khi mình ngồi mình nghĩ ra đó. Lúc nhỏ thì nhiên mình không có nghĩ đến những chuyện đó, mình cũng nghe ai chuyện đó nói về chuyện đó, nhưng mà những người mà vào để mà giúp cho một cái dân làng, một cái dân làng nhỏ ở Mexico đó, trong cái, Yeah. phim Hollywood đó, là những người Mỹ, thì vào đó họ bảo vệ cho người Việt Nam mình khỏi một cái sự tấn công của những kẻ Yeah. cướp cho khác đến. Thì cái nó có một cái mục đích về tuyên truyền nữa, Yeah. mà mình không có để ý những chuyện đó, nhưng mà mình có, mình rất là mê và cả cái Vũng Tàu họ rất là mê, và đó là một cái thành công cho nhà mình về những vấn đề kinh tế, là bởi vì phải vay mượn để mà mở lại cái rạp hát, thành cũng rất là căng thẳng trong cái thời gian, không biết nó có thành công hay không, có tiền trả nợ hay không. Yeah, mà khi đó là anh, gia đình của anh mở cái rạp đó được bao nhiêu năm? Thì cho tới năm 75 mới đóng á, đó. Yeah. Tới 70, Cũng là, cuối 74, đầu 75 yeah, mới cũng đóng. là cũng mười mấy năm. Trước khi cái sự thay đổi về chính trị á. Dạ, là cũng mười mấy năm rồi. Mà trong cái mười mấy năm đó, anh có những cái kỷ niệm ngoài cái xem phim, anh có những cái kỷ niệm khác không? Em nói xin lỗi nha, là tại vì nhiều khi những người mà lớn lên trai gái, người ta ngồi, người ta nắm tay lần đầu tiên chung rạp, hay là những cái trường hợp như vậy á, anh có những cái mà anh nhớ kỷ niệm trong cái rạp đó không? Dĩ nhiên nó rất nhiều, nhưng mà đó cũng là cái đề tài mà mình có một cái kịch bản mà mình đang viết bây giờ, Dạ. thành ra Anh muốn hạn chế cái đó không? Cái detail. muốn phát gì, nhưng mà mình nghĩ là kể nghĩa nó phải có cái đầu cái đuôi, Dạ, là dạ. mình xong vô mình kể cái chuyện nhỏ như cái nó không có có. Thì dĩ nhiên mình có thể nói là những cái năm đầu đó thì mình coi cine như là một cái, bây giờ mình còn nghĩ là như một cái cửa sổ để mình ngó vào cái thế giới bên ngoài vậy đó. Thì Yeah. cuộc tranh nó bao phủ hết xung quanh. Vũng Tàu thì tương đối khá có an ninh, có thể là do vì người Mỹ họ có cái phi trường ở đó, và có một cái căn cứ về quân sự của những người Úc ở đó, thành ra tương đối ít có bị những cuộc tấn công vào, trừ khi những lúc mà pháo kích hay là Yeah. thân nào khá khá an toàn, thành ra nhưng mà mình cũng không có đi đâu chơi được, mình cũng lúc nào mình cũng bị như là gò bó trong cái hoàn cảnh chiến tranh đó đó, mình không có Yeah. làm gì được những chuyện mà có thể những tuổi thơ có thể làm được. Yeah. Khi về đi chơi ra biển chẳng hạn, thì cái ngoài bãi biển hồi trước thì nó mở rộng cho mọi người đi chơi, mà khi Yeah. người Úc vào họ làm cái căn cứ quân sự đó, thì họ chiếm cả những cái động cát, cái đồi cát lớn đó, thì cái chỗ mà biển mình còn đi được còn chút xíu nó bị hạn chế lại, Yeah. Yeah. và mình hồi trước mình đi lên núi chơi cũng được, rồi khi người Mỹ họ làm cái phi trường về quân sự đó, thì trên cái đỉnh núi đó họ để những cái radar rồi này kia, những cái Yeah, quân sự, người ta không cho mình đi lên chơi rồi nữa, thành ra mình thấy nó cũng rất là tù túng. Rồi thành ra cine nó trở thành, điện ảnh nó trở thành một cái cửa sổ mở rộng ra cái thế giới bên ngoài, một cái thế giới mà của cái sự tưởng tượng của những cái gì nó không có thực, nhưng mà nó cái không thực đó, như mình nói khi nãy, cái không thực của cái phim bảy người hiệp sĩ và của cái phim The Seven Magnificent Seven đó Yeah. của Hollywood đó, nó là một cái sự thực, mà nó có một cái gì song song với lại cái, Đời nó sống. là giả tưởng nhưng mà nó có cái song song với lại cái sự thực ở bên ngoài, Yeah. thành ra nó có một cái sự lẫn lộn giữa thực và không thực. Mình không có lớp cái độ đối với một cái đứa nhỏ đó,
mình gần như mình lạc vào giữa hai cái thế giới đó, mình khi mình có cảm giác như vậy. Thì có thể vì mình nhỏ, mình dễ tin, mình dễ tưởng tượng, mình có thể nếu lúc đó mà mình lớn tuổi hơn, mình sẽ không có được cái cảm giác như vậy. Cái thời gian đó đó, anh có coi những cái phim của Việt Nam mình làm ra không? Có, sau thập niên 70 đó thì bắt đầu có những cái phim Việt Nam làm. Trước đó thì cũng có, nhưng mà mình không có được xem ở Vũng Tàu. Rồi đi sau đó đó thì nhà mới bắt đầu thuê những cái phim đó đem xuống Vũng Tàu. Thì có những cái phim mà dĩ nhiên cái lúc đó cái ngôn ngữ điện ảnh và cái kỹ thuật về điện ảnh của miền Nam Việt Nam nó còn rất là có thể nói là phôi thai. Nhưng mà nó có thể hơi melodramatic, nên nó hơi hơi như là một cách ướt át quá, là mình nói là hơi hơi như là dùng chữ melodramatic, mình không biết phải nói bằng tiếng Việt bằng cái chữ gì cho nó đúng, rồi có thể nó hơi lãng mạn quá chứ. Nhưng mà lãng mạn quá lố là quá lố. Good description. Theo sau là mình khi lúc đó mình coi đó thì mình cũng tuy nhiên mình lúc đó mình coi và tất cả những người mà khán giả mà lớn tuổi hơn, người ta đều có cái gì, người ta rất là thích cái phim Việt Nam, mặc dầu cái giá trị về nghệ thuật nó có thể không có cao, nhưng mà đó là một cái hình ảnh của cái con người Việt Nam, cái sự thực về cuộc chiến, để người ta thấy được cái cuộc đời của người ta. Như những chiến tranh, những phim về Việt Nam lúc đó thì như Chân Trời Tím hay là Người Tình Không Chân Dung vân vân, thì nó là một cái thể hiện của cái sự nó cố gắng đem vào những cái biến động của xã hội vào trong cái cuộc chiến. Đó là một cái chuyện tình giữa một người lính ở một người sĩ quan ở ngoài mặt trận và một cái cô gái ở hậu phương, thì có những người lính bị giết chết cả trong cả hai cái phim đó, thì mất mạng trong cái cuộc chiến. Thì người ta thấy được cách người Việt sống và người Việt và cái thấy được cái đời sống của người Việt trong cái tình yêu và trong cái sự chết, thành nó thể hiện một cái gì nó rất là có một cái sự rung động rất nhiều trong khán giả. Và có cái phim nào trong cái thời gian đó mà gây ấn tượng rất là mạnh cho anh không, hay là thật ra nó không có lúc đó, những cái cuốn phim đó nó quá phôi thai cho anh, nó không có cái phim nào mà làm cho anh gây ấn tượng? Kem muốn nói về những phim Việt Nam á hả? Dạ, phim Việt Nam á. Thì mình lúc đó bây giờ mình còn tương đối còn trẻ, còn nhỏ. Chứ không phải là trẻ, còn nhỏ. Thành ra mình, cái sự rung động của mình nó cũng có. Mình bắt đầu, mình đi vào cái giai đoạn mình có thể cảm nhận được những cái đó. Nhưng mà dĩ nhiên mình không có một cái mối tình mà nó liên quan tới một người phải đi xa trong cái cuộc chiến, thành ra nó cũng không có phải một cái gì rất là trực tiếp. Tuy nhiên mình thấy mình cũng rất là cảm động. Sau này mình xem lại, tự nhiên mình xem với một cái cặp mắt nó một cách nó khắt khe hơn, nó phê bình hơn. Nhưng mà khi mình xem thì mình cũng có những cái hình ảnh rất là cảm động. Có một cái cuốn phim Việt Nam mà mình quên mất cái tựa rồi, nhưng mà có một cái hình ảnh hết sức là cảm động, là cái máy quay đặt trên một cái chiếc trực thăng mà nó quay xuống, rồi một cái cô gái Việt Nam bận cái áo dài, cái hình ảnh rồi cái gió nó thổi cái áo dài nó bay theo cái chiều cái trực thăng nó từ từ nó có cánh lên, thì cô ta từ từ càng nhỏ lại, và thấy như cả cái cuộc đời của người Việt Nam mình nó bị hoàn toàn bị bóp nghẹt một cái cuộc chiến tranh, bị cuốn theo cái dòng chiến tranh, thành một cái hình ảnh mình rất là ấn tượng. Thì đa số là những cái hình ảnh như vậy nó làm mình ấn tượng hơn là cái câu chuyện, vì cái câu chuyện thì nhiều khi có thể nó có chỗ này mình thích, chỗ kia mình không thích, hay là có những điều mình khó tin hay là gì đó. Thì lúc đó mình nhỏ, thành ra cái nhìn của mình nó cũng không có như là một người Việt Nam mà lớn tuổi. Mình nhớ là mấy người chị hay là anh rồi đó, anh bà con rồi đó, họ xem thì họ thích mình nhiều. Mình hiểu hết. Mà chắc thời gian đó anh còn nhỏ, anh đâu có cái tư tưởng mà sau này là tham gia trong ngành điện ảnh hay là cái gì thời gian đó đâu hả? Chắc chắn là không có, vì mình có ở Việt Nam mà cái đó nó rất là xa lạ, và đi xem phim là một chuyện, nhưng mà làm phim đó mình không có trường dạy điện ảnh hay gì ở lúc đó ở trong nước. Rồi xem phim thì cũng chỉ xem ở rạp, và đa số là phim ngoại quốc. Thành ra đối với người mình đó, nó là một cái gì đó mình không có bao giờ mình dám mơ ước tới hay là tưởng tượng hết. Rồi lúc mà anh
trước khi mà anh đi Pháp á, thì anh đang học như vậy rồi tự nhiên có một trường hợp gì mà anh có thể đi qua bên Pháp. Anh nói là anh có gặp may mắn, cái may mắn đó là cái trường hợp như thế nào anh? Thì thứ nhất là mình được một cái học bổng trong cái thời gian đó, đó thì như mình phải qua bên đó rồi thì nó mới là chắc chắn, nhưng mà người ta cho mình biết là có một cái khả năng người ta xin được cái học bổng để mà đi học một thời gian trong cái lúc đó. Và thì nó có một cái coincidence của những cái may mắn như vậy, vì có một cái người quen ở trong họ làm việc trong đại học đó, cái anh giáo sư đó, anh biết về những cái chuyện đó thì anh có thật ra mình cũng không quen anh trực tiếp, nó quen qua một cái gia đình khác ba mẹ mình quen qua một cái gia đình khác, thành ra mình qua bên đó mình mới được dịp gặp ảnh, chứ trước đó mình không biết nhiều. Và thì đó là một cái may mắn. Rồi khi qua đó thì lại bị mình cái tiếng Pháp mình khi xưa mình học về cái Anh ngữ là cái ngôn ngữ chính của mình đó. Ở Việt Nam thì phải học hai cái ngoại ngữ. Nhưng từ cái Việt ngữ mình học từ nhỏ, mình học phải học hai ngoại ngữ. Thì hai ngoại ngữ đó, một cái ngoại ngữ là chính, the first foreign language. Thì mình có thể lựa hoặc là tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp, có thể tiếng Nhật nữa mình không nhớ rõ. Còn cái ngôn ngữ phụ đó thì có thể mình lựa tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Mỹ, và hoặc là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Nếu mình đã lựa một trong nếu mình lựa tiếng Anh thì có thể cái xin ngữ phụ là tiếng Pháp, thì mình làm như vậy. Thì thành ra tiếng Pháp mình không có giỏi lắm, mình qua đó thì mình phải đi học tiếng Pháp. Thì cũng không ai biết là mình học có mấy tháng trời mình có thể đủ sức để theo dõi theo học ở đại học hay không. Bởi vì mình học 3 năm tiếng Pháp ở trung học thì cũng như Ken biết, không phải là dễ mà mình có thể hiểu được. Rất là sơ sài. Nhất là họ giảng bài thì họ giảng rất là nhanh, mà trong thời gian đó sách vở rất là ít. Thành ra mình phải tự mình, bên đó gọi là chép cua đó, tức là cái bài học đó mình phải tự mình lấy note, mình gọi là note, take note. Thành ra nếu mình không có hiểu rõ, mình không có ghi xuống được những cái gì thầy giảng đó thì mình không có theo học. Là mình bắt đầu bằng khoa học và nhất là toán, thành ra nó dùng rất là nhiều cái simple, những cái biểu tượng, những cái phương trình rồi này kia đó, và nó là một cái gì nó chuyên về cái luận lý nhiều hơn, chứ không phải là một cái ngành học về nhân văn chẳng hạn, humanities thì nó sẽ chắc là khó hơn nhiều. Thì mình cũng may mình do đó mình có thể học được liền thì mới được cái học bổng, còn nếu mình không có vào được thì dĩ nhiên cái học bổng nó bị mất đi. Cái người mà anh quen á, anh nói là anh không có quen một cái là quen qua gia đình đó, nhưng mà người đó ra ngoài, người ta gặp anh rồi người ta nói à anh điền cái đơn này rồi cái đơn này sẽ cho anh đi học bổng, hay là như thế nào, tự nhiên là có người mời anh hay là nó như thế nào? Nó thật ra đó, anh biết ở trong đại học đó, anh là giáo sư đại học thì anh biết cái này là không phải là lần đầu tiên mà họ cho như vậy, mỗi năm đều họ đều cho như vậy đó, thành ra anh biết rồi thì anh mới nhưng mà thường thường đó những cái người sinh viên đó họ đã sang nước Pháp rồi, hay là nếu không đó thì họ phải apply, họ phải xin cái đó từ ở trong nước họ trước khi họ đi. Thì trong Việt Nam thì lúc đó cái thời gian mà cuối cùng đó, những cái tháng cuối cùng đó nó rất là xáo động, mà những cái này là của cái đại học chứ không phải là của chính phủ Pháp, của cái đại học riêng đại học, thành ra nó không có bên lãnh sự quán bên Pháp, người ta không có biết, không có một cái chương trình gì chính thức về chuyện đó. Thành thì anh tìm hiểu rồi anh mới nói là bây giờ mình sang đây thì mình có thể nộp đơn, mà với điều kiện là mình phải đủ tiếng Pháp để mình vô học liền, chứ họ không có cho mình cái học bổng đi học tiếng Pháp. Thì lúc đó mình xem mình phải vừa học tiếng Pháp vừa học cái ngành khoa học liền. Thì cũng do lý do đó mà câu chuyện mình còn nhớ là một cái lớp về vật lý thì cái người giảng sư đó họ nói là tuần sau sẽ có một cái midterm, một cái đại khái như midterm rồi đó, một cái test rồi đó. Thì nghe mình đâu có hiểu gì đâu, rồi ông còn viết lên trên bảng đó mà mình cũng không có, mình tưởng là một cái phần của cái bài giảng thôi. Thì mình học hết rồi, cái bữa đó mình cũng không có đi thi luôn. Rồi xong rồi cái giờ sao mình mới đi học thì mấy đứa bạn nói ủa sao kỳ rồi không có vô đi thi, ngày trước không có vô đi thi, mình nói ủa đi thi gì. Thành ra về mới quýnh quá, bởi vì nếu mà mình
không có đi thi như vậy mình có thể sẽ bị mất cái học bổng, bởi vì mình không có học hành đàng hoàng đó, người ta cho mình không có theo học đàng hoàng thì có thể bị mất đi. Thành mới sợ quá, mà cũng may là có một cái anh sinh viên, cái là một trong vài người sinh viên ở Pháp ở Poitiers lúc đó đó, thì có một cái anh đó, anh học ở y khoa, thì anh đang làm thực tập trong cái nhà thương, thì mới nhờ anh anh mới nghĩ ra cái cách thì là anh viết cho mình một cái thơ chứng là mình bị bệnh ngày hôm đó, cái tòa không có đi là gì đó. Những cái nhỏ nhỏ mình như nó rất là may mắn trong đời mình giữ được cái học bổng đó. Thứ nhất là được cái học bổng là cũng rất là tình cảm may mắn, là sau đó giữ được học bổng thì mình nộp vào thì nhà trường nó ok vậy cho thi lại, thì mình thi lại mình có điểm thì mình ra bên cái phía học bổng không có bị Mà lúc mà anh đi qua bên Pháp, anh có trước khi mà anh đi á, anh có quen cô gái nào ở Việt Nam mà rồi anh bỏ ở Việt Nam không, hay là Dạ thì như mình đi học thì cũng có cái liên hệ, có những cái mà không có cái gì, nó thật sự là rất là serious, không có cái gì nữa, thật sự là nghĩa là chưa có sâu đậm lắm, sâu đậm lắm. Mình có đi học một năm ở đại học, khoa học ở Việt Nam nữa. Bị trước đó mình có xin đi mà không có được, thành ra năm mình đi học đại học ở Việt Nam, thì cái năm đọc đại học đó đó thì nó cũng có nhiều cái vui lắm, là mình lên học ở chứ nhiều cái những các bạn từ nhiều trường khác nhau. Thì, năm cuối cùng á, năm lớp 12 á, thì mình học ở trường Vitebsky, thì bây giờ trường đó thì đã đóng cửa rồi, thay thế một cái trường khác là trường Lê Quý Đôn gì đó, hay là trường chuyên gì mình quên mất tên, không phải là Lê Quý Đôn, trường một gọi là trường chuyên mình quên tắt tên. Thì thì học cái năm đầu rồi đó, rồi xong rồi cái năm sau đó thì mình lên đại học, thì mình học với những sinh viên, những người học trường Pháp, và hồi xưa là như Ken biết có những trường trung học Pháp và học là học có những trường đạo, có các thầy, các cha, thành ra mình gặp những người từ nhiều cái background rất là khác nhau, thì mình cũng có quen biết một vài người, thì trong đó cũng có một vài người nữ sinh viên mà mình mình cũng có một cái cảm tình vậy đó. Rồi lúc mà anh qua tới Pháp rồi đó, anh ở ở bên Pháp được bao nhiêu năm? Mình ở bên Pháp 4 năm, thì bởi vì cái chương trình học mà về kỹ sư bên đó đó thì nó là 5 năm. 2 năm đầu mình học chuyên về khoa học, rồi 3 năm sau học chuyên về cái ngành chuyên môn của mình trong trong lĩnh vực gì đó mình lựa chọn. Rồi rốt cuộc một năm, mình học 1 năm ở Việt Nam rồi, thì khi mình sang Pháp thì họ cho mình equivalent với lại năm đầu. Thì mình chỉ còn phải học 4 năm thôi. Mà anh vẫn giữ cái ngành aeronautical engineering hay là thì ở Việt Nam thì mình chưa có học aeronautical engineering, mình chỉ học về vật lý thôi. Sau khi quan sát mình học tiếp tục năm thứ nhì về vật lý. Rồi mình mới thi, có một cái kỳ thi tuyển và có bao nhiêu chỗ đó đó, mà cái số người muốn vô thì nhiều hơn, thành ra có một cái cuộc thi tuyển. Thì may mắn được đậu vào cái trường mà mình. Vậy là cái major của anh hồi lúc undergrad là vật lý hay là aeronautical? Undergrad á, thì nó không có một cái chương trình 4 năm như equivalent ở Mỹ. Thì 2 năm đầu họ gọi là, mình biết gọi là phổ nhà sĩ, là bên Pháp lúc đó gọi là phổ nhà sĩ, tức là cái chu kỳ đầu tiên của đại học 2 năm đầu. Thì khi mình học xong cái chu kỳ đó đó thì mình có một cái bằng cấp là 2 năm đầu. Mình được có bằng cử nhân, nếu mình tiếp tục vật lý chẳng hạn, thí dụ vậy, thì mình có cử nhân về vật lý. Là rồi sau đó đó, còn mình thì mình không có tiếp tục học về vật lý thuần túy cái khoa học, mà mình đổi qua học về engineering, thì cái chương trình đó nó 3 năm chứ không phải là 2 năm như là cử nhân. Thì do đó thì mình không có cái bằng cử nhân về vật lý, mà chỉ có cái bằng 2 năm đầu vật lý, rồi sau đó cái bằng kỹ sư. Rồi anh tốt nghiệp, rồi anh cái thời gian mà anh bắt đầu mà tốt nghiệp xong đó, trước khi anh tốt nghiệp anh có cái tư tưởng là anh sẽ ở lại Pháp hay là về Việt Nam, hay là cái thời gian đó anh suy nghĩ của anh như thế nào? Khi mình đi qua bên Pháp là hoàn toàn tất cả những cái ước mơ của mình là được trở về Việt Nam sau khi học xong cái bằng cử nhân, bằng kỹ sư đó. 5 năm đó, chứ bằng 5 năm đó, tức là học 1 năm ở Việt Nam và 4 năm nữa ở Pháp. Thì đó là tất cả cái mơ ước của mình. Nhưng mà dĩ nhiên
trong vòng mấy tháng sau thì cái biến đổi về chính trị ở miền Nam, do đó mình không có còn có thể có cái khả năng trở về nữa. Khi đó thì cái sự liên lạc về ngoại giao giữa Việt Nam và các nước bên ngoài, ngay cả nước Pháp, nó cũng không có được bình thường như hồi trước. Thành do đó cái khả năng đó nó không còn. Thành ra mình cũng rất là, mình nhớ lúc đó là một cái thất vọng rất là lớn. Rất là lớn. Thì trong cái thời gian đó đó thì mình sống trong, như khi nãy mình cũng có bắt đầu mình nói sơ sơ về chuyện đó, mình sống trong một cái lo lắng sợ hãi, không có tin tức gì cho gia đình hết. Sau tháng 4 năm 1975 thì cái thơ cuối cùng mà mình nhận được đó là khoảng chừng tháng 2 hay gì đó, có thể tháng 2, tức là phải gửi từ tháng Giêng hay gì đó, tháng 2, mình quên mất rồi, mà phải gửi trước cả tháng thì có 3 tuần lễ. Nhưng mà về sau đó, khoảng đầu năm 75 đó, thì cái thơ từ nó còn chậm hơn nữa. Hồi trước là chừng tuần tới 2 tuần, nhưng mà về sau còn 2-3 tuần nữa. Thành có nhận được một cái package nhỏ nhỏ cho gia đình gửi qua, thì có một vài cái kỷ niệm như là hình ảnh, như là một vài cái lắc nhắc, như là cây viết mái mà hồi nhỏ mình đi học mình rất thích, là cái như vậy đó, những cái kỷ niệm, những cái vật kỷ niệm như vậy đó. Rồi từ đó không có còn cái tin tức gì nữa, cho tới nhiều tháng sau này, cho tới khoảng tháng 6, tháng 7 gì 75 đó, thì mới nhận được một cái thơ mà của Red Cross, cái hội hồng tâm, hội chữ thập đỏ đó. Là nói gia đình đã định cư ở khi đó là ở đâu, trước thì như là Guatemala rồi, Guatemala rồi mới nhận được cái thơ đó. Thành trong thời gian mà đi đó hoàn toàn không có biết tin tức gì hết, chờ tới khi Guatemala, thì lúc đó đó cũng may mắn là không có phải đợi lâu, qua đó chỉ đợi 1-2 tháng gì đó là được đi, 2-3 tuần gì đó. Mà cái thời gian đó là năm thứ hai trường đại học anh mới bên Pháp mà, phải không? Không, năm đó là năm thứ nhất, cái gì năm thứ nhất từ tháng 9, tháng 10 cho tới khoảng năm, cũng như bên Mỹ như vậy đó, tháng 6. Đầu cái đó là trời, cái năm đầu của anh là anh mình vẫn phải... vẫn còn chiến đấu để học, là cũng là một cái sự không dễ. Tại vì nhưng mà cái đó nó lại làm cho mình focus, mình tập trung hơn, mình tất cả mình nhất định là, ví dụ nếu mình không có học được là coi như mình không có nghề nghiệp gì hết, mình cũng có trở về Việt Nam được. Nhưng mà cái tài chính của anh cái thời gian đó làm sao mà anh kiếm tiền, hay là làm sao mà anh ăn uống được? Cái đó là một cái nhức đầu khác nữa, hơn cả một cái nhức đầu sợ hãi khác nữa là thì có cái học bổng, thành ra nó cũng đỡ. Nhưng mà tới hết mùa xuân đó, cứ hết mùa xuân nó bắt đầu vô mùa hè là đã hết học bổng rồi, thì mình phải đi làm việc, thì mà tìm được việc mà cho mấy tháng mùa hè cũng là một cái không phải là dễ. Thành tiền đầu tiên mình tìm được đó là đi ở cái Poche, cái đại học ở cái thành phố Poche đó, bên ngoài đó là đồng, nó có rất nhiều cái sinh hoạt, cái những cái trồng trọt về nông nghiệp, những cái trồng bắp. Thì từ này cây bắp nó mọc đó, thì không biết là Ken có biết mà nó có những cái, hoặc là cây bắp nhỏ hơn, hoặc là những cái cây khác nó mọc xung quanh, thì nó làm cho cây bắp này yếu sức đi. Bộ phận của mình là đi là mình hái hết những cái cây nhỏ, mỗi cây bắp nó phải cách nhau một thước hay mấy chục cm thì mình quên đó rồi. Còn mấy cái cây mọc ở giữa, những cây nhỏ nhỏ đó mình phải hái. Mà mình thấy ban đầu thì thấy cũng dễ dàng lắm, mình tưởng như là cưỡi ngựa xem hoa vậy đi. Mấy tiếng đồng hồ thì cũng chưa thấy gì. Nhưng mà chiều cũng còn ok, nhưng mà tối về là bắt đầu thấm, hơi đau lưng, nhưng mà cũng sao mình phải cúi mà mình đi, mình phải cúi như này. Rồi cái bắt đầu ngày thứ hai, ngày thứ ba là giờ sao nó mỏi, mà cái tay mình đó, mình thấy ở cái bắp nhẹ mình phải vươn lên, mà giờ sao nó bắt đầu nó bị phồng lên, nó sưng, nó chảy máu rồi thì sao phải bắt đầu đi kiếm cái găng đó, hay là mấy người bạn, có mấy người Pháp họ thấy ông ấy họ cho mình mượn cái găng, rồi sau đó mình đi mình mua mấy cái bao tay đó. Mà anh làm đó bao lâu? Ồ thì làm cũng được 2-3 tháng vậy đó. Rồi 2-3 tháng sau là anh nhập học lại ha. Rồi cái được nghỉ thời gian thì mình đi nhập học lại. Thì cái năm thứ nhì khi đó mình phải ra học thi nữa, mình vừa đi làm cái đó ban ngày rồi tối phải học thi để thi vô trường kỹ sư. Thì đó một cái kỳ thi tuyển tên là mình nhớ còn cái thi viết rồi còn thi vấn đáp nữa kiểu của người Pháp hồi xưa đó. Thì
Không, thật ra mấy trường y khoa bên này thì người ta cũng thi vấn đáp như thi interview đó. Yeah. Thì xong rồi mình mới đi thi, thì trong cái lúc mà đi thi đó đó, thì mình lại nhận được cái giấy là cái việc làm mà bắp đó, bây giờ nó không có nữa. Đó là một cái cơ quan của đại học họ giúp mình tìm mấy cái việc đó. Yeah. Hôm qua thì mình trước họ cho mình biết trước là mình phải lo mình phải lo tự túc sau đó, vì cái Yeah. tiền làm việc đó cũng bao nhiêu, không có để Yeah. làm gì bao nhiêu, Yeah. thì chút xíu Có ăn qua được ngày thôi. vài tuần lễ chắc là cũng hết thành. Xong rồi cái mình mới mới về, thì trong cái thời gian đó đó thì mình phải mượn tiền của mấy cái người người khác, mấy người bạn trong lớp hay là gì đó. Thì xong khi mà mình vô, nhưng mà khi bắt đầu vô cái khóa mùa thu vô trường kỹ sư rồi đó, thì mình có tìm được một cái việc rất là thích thú là đi dạy kèm. Dạy kèm cho mấy tụi học sinh trung học Yeah. mà nó chuẩn bị để thi tú tài bên Việt Yeah. Nam, gọi tài là người Bắc gọi là baccalaureate đó. Yeah, yeah. Tụi nó phải thi, thành ra nó chuẩn bị học dữ lắm. Yeah. Cũng là thi ra trường high school, lúc sau này nhưng cũng có thi ra trường phải không? Ở Yeah, Mỹ nè, yeah. ở Yeah, cũng có. có. Yeah. Thì đó vậy, nhưng mà cái đó bên Pháp nó big time, nó Yeah. kinh khủng lắm. Thành thành mà mình cái điểm thi mình được cao thì mình có nhiều cái lựa chọn đi đi học Yeah. sau này hơn. Thì do đó mình nhờ cái đó mà mình sống được cũng cả năm trời. Rồi trong khi mình vô trường kỹ sư rồi đó, mình có được một cái học bổng khác. Thì cái học bổng đó nó tốt hơn nhiều. Học bổng đó nó cho mình cả luôn như là 3 năm á. Yeah, wow. Yeah. Nhưng mà khi mà đợi cái học bổng mà nó bắt đầu nó có tiền á, mình nói là mình được, nhưng mà thời gian sau thì tiền nó mới tới á, Yeah. thì mình phải đi dạy đó. Và hơn nữa sau đó thì cái nhờ đi dạy đó mình để dành tiền để mình mùa hè mình có thể đi Đi chơi. đi chơi. Hoặc là thật ra lúc đó mình không có dám nghĩ tới chuyện đi chơi, mình bay qua bên Mỹ thăm gia đình. Thì chứ lúc đó mình không có dám đi chơi, chỉ có cái năm đầu tiên á, thì có mấy cái tuần lễ đầu tiên đó, một khi chờ máy bay đó thì mình có đi xuống đi À, ra cái. vậy là anh có đi cái thời gian đó là anh năm thứ hai anh có hoặc là năm thứ ba gì đó anh về qua bên Mỹ thăm gia đình. Năm thứ hai, năm thứ ba rồi Wow, đi mà thăm gia đình của anh lúc đó là đang ở đâu? gia đình mình, thì lúc đó đã vô gia đình cư ở Garden Grove rồi. Thì sau khi tới Camp Pendleton đó, trong Yeah. với một số mấy người tị nạn lúc đó đông lắm, thì có những mấy chục ngàn người gì đó cái đợt đó đó, hay là hơn nữa. Rồi cái mấy sau đó mới được những người sponsor họ bảo trợ đó Yeah, yeah. Warren County. Yeah. Anh về Garden Grove, anh ở được 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng rồi anh về VinFast Tại để mình ở lúc cho đó yeah. ở Rồi hết cái ấn tượng của anh mà lúc mà anh mới về quận Cam á, lần đầu tháng. tiên á thì trong đầu anh nghĩ sao cái thời gian đó? Bị mình quen, mình lớn lên ở bên Việt Nam rồi sau đó qua Pháp, thì dĩ nhiên nó có rất nhiều khác biệt. Tuy nhiên nó có nhiều một cái rất là tương đồng, như là bên đó thì đi đâu thì người cũng đi những cái phương tiện chuyên chở công cộng, như là đi xe bus hay là gì đó, hoặc là đi xe lửa. Còn đi máy bay thì cũng tương đối ít lắm, khi đi xa thôi. Yeah. Và bên đó đường không có, cái lúc đó bên Pháp nó cũng có nhưng mà rất là ít, mà cái chỗ mình ở thì mình không có thấy những cái freeway đó, những cái xa lộ mà chạy thật là nhanh, mà nó rất là mình qua mình thấy rất là có một cái gì nó rất là Sống động sống động mây, nhưng mà nó cũng rất là in a negative sense, huh? một cái nghĩa trong một cái nghĩa nó hơi tiêu cực, là nó mình không có thích lắm vì thấy cảm thấy nó ồn ào mà nó Yeah. nhức đầu So nữa, mệt bold. lắm. Sô bồ đó, đi bên kia đó mình đi đâu mình đi xe đạp không à. Yeah. Một cái nữa đó, khi nào mà đi xa thì mới đi xe bus, còn riêng Yeah. mình đó, lúc là sinh viên đại học rồi đó thì đi xe đạp không à, đi từ cái chỗ mình ở hoặc là trong thành phố đi ra campus thì nó ở ngoài ngoại ô, hoặc Yeah. là mình ở ngoài campus rồi đó thì mình chỉ đạp xe đạp đi vô thành phố khi mình cần cái chuyện gì, hoặc là đi mua thức ăn hay là gì đó. Đại Thì khái là những cái nơi anh ở trước đây Vũng Tàu rồi những cái thành phố nhỏ bên Pháp là đúng là cái thành phố không có ô nhỏ nhiễm. là cái Yeah. mà Nó đúng không có ô nhiễm thành phố của nhưng mà Garden Grove thời gian đó thì chắc cũng đâu có ô nhiễm bằng những cái thành phố như là Los hoặc là nơi kia là trong cái dạ thì chưa còn thiên dạ nhiên, còn nhiều đất trống đó. Thiên dạ nhiên thì không là đất trống và cũng có biển rồi kia, nhưng mà thiên nhiên thì trở lại cái ở Poche đó là bởi vì nó chung quanh đó là ruộng không à, dạ rồi dạ đằng sau nữa là có những cái nông trại rồi này kia đó, rồi rừng, rất là nhiều rừng. Thành ra cái đó mình thích, mình cảm thấy mình giống như là giữa thiên nhiên, người ta cần đâu mình đi xe đạp,
cái đời sống cũng gần giống nhau. Vũng Tàu đi đâu cũng đi xe đạp hết luôn. Qua bên này đùng một cái từ đá khương phi trường Los Angeles đi ra, ba má bỏ lên xe chở chạy cả tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ mà tấp nập xe cộ không nghỉ. Chạy về tới Golden Grove thì lên cái apartment mình ở thì có một phòng ngủ à. Thì ba mẹ với lại hai chị với em gái rồi mình nữa là năm người ngủ cùng trong một cái phòng. Cái bữa sau thì dọn cái phòng ngoài trước chút đó rồi ba mình ra ngoài đó ngủ, hay là mình ra ngoài đó ngủ cái, tùy theo, nếu mà ai đi làm sớm thì ngủ ngoài đó. Thì ba làm cái giấc mà gọi là graveyard á. Mà anh về thăm nhà bao lâu? Thì khi đó thì mình đã có để dành được một số tiền sau khi làm việc ở VinFast đó, thì mình đi được 2 tháng. Oh, wow. Rồi 2 tháng sau anh về VinFast, rồi anh học, rồi mỗi năm anh có về Garden Grove không? Cái thời gian đó đó. Thì mình đi 2 và lần thứ 3 đó thì mới ở lại luôn. Và khi đó cũng có tính ra lại, cũng tính qua rồi sẽ trở về để làm học tiếp cái cao học VinFast đó. Nhưng mà sau cùng thì có những cái thì lúc đó là anh quyết định về Garden Grove, những cái gì mà làm cho anh quyết định về Garden Grove? Ở lại Garden Grove hả? Thì cái năm đó là năm cuối cùng sau khi mình đã ra trường về kỹ sư Pháp và kỹ sư hàng không của bên Pháp rồi đó. Thì mình mới đi sang thăm nhà, nhưng mà mình có một cái học bổng để trở lại tiếp tục để học cao học, tiếp tục học cao học trong cái ngành đó, một cái nghiên cứu mà người ta đã xin được cái quỹ tài trợ để nghiên cứu về chuyện đó. Cái grant đó. Thì mình thành ra mình đi mà hứa trong thầy là sẽ trở về rồi đem một số mấy cái research mà mình đã làm experiment rồi đó, mình làm mấy cái thử nghiệm rồi mình đem mấy cái data, tức là những cái dữ kiện mình thu thập được đó, đem qua bên Mỹ để ngồi làm, qua bên đó analyze này kia rồi viết cái thật ra đó nó gọi là một cái thesis, là bởi vì cái đó là như một cái chứng chỉ cao học cái đó. Viết cái tiểu luận về cái chuyện đó, không phải luận án mà tiểu luận về cái chuyện đó. Thì thì trong khi thời gian đó thì mình lại qua bên đó thì mình cái năm cuối cùng đó thì mình bắt đầu mình đi làm ở bên Mỹ luôn. Thì vì khi đó mình có cái bằng cấp rồi đó thì mình kiếm chuyện làm, để vì mình nghĩ là mình sẽ ở lại cũng khá lâu vì mình có nhiều chuyện phải làm, không cần phải về Pháp liền. Thì mình mới tìm được việc làm. Thì rồi cái trong cái thời gian đi làm đó thì mình tình cờ mình gặp được bà xã tương lai. Thành nó là một trong những cái quyết định làm cho mình thay đổi. Bây giờ trước mình không có bao giờ mình tưởng tượng, sau 2 lần đi đó, lần đó là lần thứ 3, mình cảm thấy là rất là khó cho mình hội nhập. Và bây giờ thứ nhất là cái ngôn ngữ rồi này kia, mặc dù xưa mình học tiếng Anh là ngôn ngữ chính nhưng mà chỉ học high school thì đâu có ăn nhầm gì. Rồi cái ngôn ngữ nó cũng khác rồi cái khí hậu khác, nó khô rồi, nhưng mình mới qua mình không có quen với lại cái ở Pháp thì nó rất là ẩm ướt giống như Việt Nam vậy đó. Mưa nhiều và nước cái xứ nó xanh lắm, thành ra mình rất là nhiều cái điểm mà nó gần tương đối, nó dễ cho mình hơn. Còn khi qua bên Pháp, bên Mỹ thì tất cả nó đều khác hết những cái gì mình quen được. Mà cái job, cái công việc đầu tiên của anh mà làm bên Mỹ là có dính líu với cái ngành của anh không? Ban đầu thì không, ban đầu mình chỉ làm về electronic. Electronic technician, bởi vì khi mình học về cơ khí hàng không mình cũng phải học về electronic nữa, những cái căn bản về electronics đó. Chứ không phải là chỉ aeronautics không, không phải là chỉ hàng không không. Thì do đó mình có thể đi làm như vậy được. Rồi trong thời gian đó thì có một cái hãng nó xây cất với cái nhà máy phát điện nguyên tử ở dưới San Onofre đó. Hai cái sphere đó. Thì mình làm trong một trong ba cái đó. Mà cái lúc đó là San Onofre nó mới xây hay là xây lâu rồi? Nó gọi là Song One đó. Song là San Onofre Nuclear Generator. Số 1 thì nó đã làm trước đó mấy năm đã làm xong rồi. Cái đó thì nó không phải sphere, nó đó là một cái hình cylinder, hình ống. Rồi cái này là cái mà cái hình bầu như vậy nè, hình cầu. Thì cái đó nó cái lý do mà nó làm hình cầu là bởi vì đó là một cái structure, một cái dạng thức mà nó cứng nhất. Mình phải tính là nó đủ sức chịu được cái một cái chiếc máy bay 747 mà nó crash xuống dưới đó đó. Nó đâm xuống dưới đó nó bể rồi, chứ còn cái
cái dome đó nó không có bị bể, cái kiến trúc hình cầu đó nó sẽ không có bể. Yeah. Nhưng nó bể ra thì mấy cái chất phóng xạ rồi nó ra yeah. rất là nguy hiểm. Yeah. Là những cái đầu tiên. Thì mình làm việc đó thì mình làm chuyên về tiếng Anh gọi là stress analysis, tức yeah. là nghiên cứu về những cái sức chịu đựng của những cái ống mà phải dẫn nhiệt độ cao rồi kéo dài áp suất cao rồi những cái support như thế nào, những cái chống nó như thế nào và gắn nó vô những cái gì để chống đỡ nó như thế nào yeah. đó, đúng được những cái gì trí cần thiết, và thì đó là cái ngành mình làm việc. Cái đó là cái job đầu tiên của anh ở bên Mỹ hả? Không, cái đó là cái job thứ nhì, cái đầu tiên là electronics. Yeah. Yeah, rồi yeah, yeah. làm electronics khoảng tháng mấy đó yeah. thì cái hãng Bechtel đó nó có cần tuyển người, nó cần những người engineer về mechanical engineer để làm về những người kỹ sư cơ khí để làm yeah. về stress test, cưỡng suất stress về tiếng, yeah. ở trong miền Nam hồi trước gọi là cưỡng suất, sau này mình không biết cái bây giờ gọi là gì. Mà anh làm ở San Onofre được bao nhiêu năm? Mình làm đó chỉ khoảng một năm rưỡi. Mà lúc sau... đó anh làm đó anh có sợ em nhiều khi em lái ngang cái đó, tại hồi đó em đóng đồ với San Diego á, mỗi cuối tuần là em về từ San Diego em lái về nhà trên Los á, là em phải đi ngang hai cái dome đó đó. Em lúc nào cũng run run hết trơn á, chạy trong đầu cái người mà không có nằm ở trong cái ngành đó là lúc nào cũng sợ sợ là nó có nứt hay là cái gì mà mình lái là có cái phóng xạ nó ra đó. Thì anh làm trong cái khu đó đó, anh có biết hay là anh có sợ là cái sự nguy hiểm ở đó là nó cao không hay là? Nha, mình dĩ nhiên mình là một người làm về về cái stress analysis, tức là lo về những cái cưỡng suất, cái sức chịu đựng của cái vật chất á, thì dĩ nhiên mình không phải là trong cái nhóm mà design cái dome đó, cái kiến trúc hình cầu đó, nhưng mà mình nói chuyện với những người engineer trong cái nhóm đó, thì có thỉnh thoảng gặp nhau đó thì họ giải nghĩa cho mình đó. Thì nhiên cái phần của mỗi người engineer làm đó, cái phần mình biết nó rất là sâu, nó rất là chuyên môn, nhưng mà nó rất là hẹp. Mình không có biết cái chuyện người khác, cho tới khi mình gặp nhau mình nói chuyện như vậy đó, thì mình chỉ nghe láng thoáng vậy thôi, thì mình chỉ tin tưởng họ. Còn có những người khác mình làm việc chung mà mình thấy tánh họ rất là ẩu, họ làm trật hay là gì tùm lum á. Vì cái đó mình làm xong á thì phải có hai người khác, mình ký tên xong rồi có hai người khác check lại, kiểm lại cái việc mình làm có đúng không. Thì từ đó mình dùng những cái computer program mà để analyze mấy cái đó, nhưng mà dĩ nhiên mình phải input vào những cái data cho nó trúng, và mình phải biết cách test nó, mình phải cách sau đó mình coi, mình look, mình ngó vào những cái mà nó tiên đoán như vậy đó, coi có đúng không. Có những cái mà computer nó, program lúc đó nó chưa làm được thì mình phải tự làm lấy, mình analyze lấy. Thì mình nhờ mình học về cơ khí hàng không, từ đó một cái ngành mà nó rất là mình biết rất là nhiều, thành ra mình vô làm rất là dễ dàng. Tuy nhiên mình làm rất là nhỏ, mình đi làm về những cái hệ thống, những cái ống nước mà áp suất cao và nhiệt độ cao. Mình phải coi cái sức động đất, cái nhiệt độ của nó, cái áp suất của nó, rồi cái trọng lượng của nó. Vì một cái effect nữa là khi mình mở nó lên thì nó luôn luôn nó có một cái áp suất rất là lớn. Một cái lượng đợt sóng về áp suất nó rất là lớn. Mỹ gọi là hammer effect á. Cái pressure wave nó truyền ở trong cái ống đó, nó tới cái đầu ống nó đụng rồi cái nó dội lại, thì những cái nó làm cho cái ống nó bị stress, mà mình nói chuyện những cái nhiệt độ rất là cao cao thành tất cả những cái đó. Thì nhưng mình cái phần mình làm thì mình tin tưởng, nhưng mà chuyện người khác mình cũng không biết, chỉ nói chuyện sơ, nhưng mà cũng một phần là đi không xả súng mình có cái việc nó cũng tương đối tốt cho mình là trả tiền cũng khá hơn là cái việc mình làm về trước đó. Mà bây giờ em muốn trời, trong đầu em có nhiều cái câu hỏi về về lúc đó là anh gặp bà xã tương lai, lúc đó em có nhiều cái câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi của em mà muốn biết mà hồi nãy giờ đó là trong cái thời gian mà anh học ở bên Pháp tới khi mà anh làm ở San Onofre đó, anh có đi coi phim hay là anh có tham gia trong những cái nhóm điện ảnh nào không? Ở Pháp đó, khi mình qua bên đó thì trong cái trong gần những cái dome đó thì họ có những cái phòng họ chiếu phim mà cái giá vé rất là rẻ, có nhiều khi là miễn phí nữa. Mà như những cái phim mà họ chiếu trong đó không phải là những cái phim thương mại, mà đa số là những cái phim mà tương đối mình tạm gọi là phim auteur, tức là phim mà art house.
Arthouse gì đó nhỉ. Auteur, thì dĩ nhiên ở bên Pháp thì cũng có rất nhiều phim Hollywood và những cái phim commercial của người Pháp thì họ chiếu ở những cái rạp lớn. Còn chiếu trong đại học là đa số có những cái phim mà người ta nghĩ là có những cái giá trị gì đó về về nghệ thuật, về về điện ảnh vân vân. Thì mình may mắn mình được đến đó thì có chơi với bạn bè rồi đi. Mình ở đó rất là như mình thấy mình bị cô lập ra khỏi cái văn hóa Việt Nam vậy, là vì không có nhiều người sinh viên Việt Nam. Thì có anh học y khoa thì anh rất là bận, lúc nào anh cũng đi trực hay gì, một năm chỉ thể gặp nhau Tết hay gì thôi, hoặc là cái kỳ mà quýnh quá mà quên đi thi đến chạy đi. Mà hồi đó có cái hội sinh viên Việt Nam ở cái trường của anh. Có cái hội sinh viên Việt Nam mà chừng 6 người, 7 người mà một năm L gặp nhau 2-3 lần. Nhưng mà có năm cũng có tổ chức Tết rồi nữa thì có gì nhiều thì cầm guitar hát vài bài nhạc gì đó rồi rồi ăn uống. Muốn mua một cái chai nước mắm cũng phải khi phải chạy tuốt lên Bali hay là cái tìm một cái thành phố cách đó cũng cả tiếng đồng hồ chứ không phải là dễ như vậy. Hay là hơn nữa còn đi Bali thì đi xe lửa cũng phải 3 tiếng đồng hồ. Không có đồ ăn Việt Nam gì nhiều, thì ví dụ như muốn bún á, thì tụi này gọi là bún á, tức là cái spaghetti của người Ý đó, nấu mình gọi là bún. Kho thịt thì cũng đâu có nước mắm đâu, mình kho bằng muối, lại bỏ cục đường vô cho nó ra nước màu thành caramel gì đó, thì tạm gọi là thịt gì đó. Thì rất là khó khăn, không có. Actually hè mình qua thăm nhà đó thì mới thấy wow, bên Mỹ sao có đủ. Ngay cả năm 75 đó mà thấy ở nhà cũng có nước mắm rồi có nhiều. Đầy đủ. Đầu, gần như là đủ, không nghĩa là dĩ nhiên so với bây giờ thì không có bằng, nhưng mà cũng có chạy lên New York mua hay là lên LA mua. Thì anh bắt đầu anh coi phim, anh bắt đầu và cái thời gian đó là mình nói hay lạc đề chút xíu trở lại cái gì cái điện ảnh đó. Thành ra nhờ không có chơi với bạn bè Việt Nam, thành ra mình chơi với bạn bè Việt Nam thì mình đâu có muốn đi coi xem mắt bóng, mình muốn làm cái gì nó có ý nghĩa Việt Nam, như chơi bầu cua cá cọp hay là đánh bài caro gì đó, cái gì đó taro gì đó, không phải cái đại tiếng lên, tiếng lên hả, tiếng lên hay không phải, lúc đó chưa có tiếng lên giác, mình gọi là giác người của tàu chứ chứ đâu có đi coi phim. Coi phim mà ai coi trên TV, ai muốn coi thì ra mua vé hay coi. Và nhờ chơi một cái nhóm bạn Pháp còn bị mình không có cái lựa chọn hết á, thì mà mấy người đó này họ lại thích đi coi phim, rồi rồi nó làm cho mình sống lại cái passion, đam mê về điện ảnh. Thì nhờ mà lúc đó mình đến cái tuổi mình bắt đầu mình có thể hấp thụ được những cái phim mà có những cái chủ đề nó hơi phức tạp hơn. Mình đi coi thì mình nhớ một cái phim mà mình coi của một người đạo diễn của Nhật là actually là Kurosawa, nhưng mà trong cái thời gian mà ổng ở bên Nhật đó, có một thời gian Kurosawa rất là gặp một cái khó khăn rất là lớn, ổng không tìm được những cái nhà đầu tư, những cái nhà sản xuất mà chịu đầu tư cho phim của ổng. Thì lúc đó Nga, chúng ta là thời đó là còn là Soviet, Soviet Union đó, Soviet Union họ mời ổng qua, họ tài trợ cho ổng để làm một cuốn phim quay ở bên Nga. Cái phim đó mình còn nhớ cái tựa là Sulu, bây giờ là tên của cái nhân vật chính đó. Nó sẽ đó. Thì một cái phim rất là lạ mà mình so với là cái mình thấy cái Kurosawa, mình nghĩ tới Samurai, Seven Samurai, bảy người hiệp sĩ, mà khi vô phim phim hoàn toàn lạ trong cái xã hội của Nga, những nhân vật chính là người Nga hết, thì và một cái nhân vật, hai nhân vật chính, một nhân vật là người Nga và một nhân vật là một cái người cái dùng tay bá lại Á đó, bản xứ đó đó. Cái tình bạn của hai người đó, một cái tình bạn mà nó thành như một cái, hay là mình tạm gọi là tình yêu giữa hai người đàn ông, không không có cái do thì không có một cái angle, không có một cái khía cạnh về về homosexuality, không có đồng tính với ai thời gian đó. Nó dưới một cái nhìn khác của người ta, lúc đó người ta có thể người ta kín đáo hơn, nhưng mà nó có một cái gì rất là lôi cuốn. Ông đó như là vừa là một người thầy, vừa là một người bạn, vừa là một người mà cứu mạng cái anh chàng người Nga nữa đó. Anh người Nga đó anh đi đo đạc đất để thám thám gì đó gọi là đi survey đó, đi để đi đo lường và vẽ bản đồ và về những cái địa thế của những cái vùng đó. Thì cái tình bạn với hai người đó, thì cái phim hết sức là cảm động. Dĩ nhiên nó không có cái gì mà sensational, nhưng mà nó rõ ràng là một cái phim mà cái tình người đó, mình thấy cái tình người.
Rồi sau đó coi rất nhiều phim trong cái đợt sống mới của Pháp, New Wave, cũng như những cái phim của Mỹ thỉnh thoảng cũng có. Và Cái thời như gian đó đó anh có bắt đầu có những cái tư tưởng về làm một người đạo diễn hay là một người viết kịch bản thời gian đó chưa? không nữa cũng không, bởi vì ở đó thì mình đang cố gắng, như mình có nói lúc đó thì mình biết mình không có trở về Việt Nam được, thì bây giờ mình đang được có một cái học bổng để đi học, thành ra mình cũng rất là sợ mình không có học đàng hoàng thì mất cái học bổng, cái pressure luôn luôn, cái áp lực nó luôn luôn như vậy, thì mình không bao giờ nghĩ tới chuyện đi làm phim. Vì khi mình nhỏ mình lớn lên nó tuy rằng ở nhà làm rạp phát bóng, nhưng mà không bao giờ ai trong nhà nghĩ tới cái chuyện là đi làm viết kịch bản hay đạo diễn. Cái đó là chắc một số những người mà thật là giàu có hay là có phương tiện ở Sài Gòn người ta mới có làm được những cái đó, còn ở thành phố nhỏ như vậy mình, cái khả năng của gia đình mình không có bao giờ nghĩ tới những chuyện như vậy, mình nghĩ tới cái gì thực tế hơn, gì học về kỹ sư, học về thì đó bác sĩ, thì đa số sinh viên Việt Nam là đều vào những cái ngành đó. Nếu mà có thể chỉ trừ những người sinh viên thật là giàu đó, người ta mới đi học về văn chương. Có một người học về văn chương Anh, mặc dầu du học ở bên Pháp nhưng mà học về văn chương Anh, đó là những cái ngành rất là lạ, nhưng mà dĩ nhiên những người đó từ một cái những cái gia đình rất là khá giả, thành ra mình không có bao giờ nghĩ như này làm phim khi thời gian ở ở quê hết. Vì nó hoàn toàn nó cái ngọn lửa mà của điện ảnh nó hoàn toàn nó tắt trong cái trong trong mình trong nhiều năm trời, cho đến khi mà mình bắt đầu mình có con á thì sao mà có đứa con thì nó mới bắt đầu nó trở lại, nhưng mà cái đó rất rất là nhiều năm về sau này. Bây giờ mình trở lại cái đề tài mà anh gặp vợ tương lai của anh. Ok, thì cũng có gì mà cũng có gì là khác lạ gì nhiều lắm. Thì có một cái party ở có một người bạn mình có mình qua bên này thì có đi chơi chơi volleyball, tức là gì mình gọi là bóng chuyền, bóng chuyền đúng không? Ở Santa Ana College, cũng có gần nhà mình, lúc đó mình ở Garden Grove á, thì chạy qua đó chơi, thì có một cái nhóm Việt Nam họ chơi đó, thì mình vô mình chơi với họ. Thì rồi cái anh đó anh học ở UCI, thì anh có cái lúc đó dịp dãy Giáng sinh, anh nói là giờ đi muốn đi party Giáng sinh không, ở UCI của hội sinh viên Việt Nam, thì mình xuống đó mình nói ok, thì mình đi theo ảnh cái ngày đó, mình đi theo ảnh xuống, thì tình cờ một cái chuyện nó không đầu không đuôi mà mình kể cho nó cứ, bây giờ mình còn nhớ là bởi vì cái lần đầu tiên đi sang đây để sinh hoạt cái sinh viên Việt Nam mà đang như là, nhạc rồi mọi người khiêu vũ rồi vui vẻ, thì cái tự nhiên thấy một cái tiếng rung 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 xảy ra, có hai anh đã đánh lộn với nhau. Surreal, mấy cái gì nó rất là không tưởng được. Anh đánh lộn rồi mọi người phải vô can rồi về. Lúc đó mình cũng là ngạc nhiên quá, bởi vì bao nhiêu năm nay mình không có thấy mà đánh lộn trong quan điểm mình. Mình gặp người Việt Nam thì mình rất là thích, mình rất là excited, mình đi làm rồi cũng có gặp, thỉnh thoảng có đi văn nghệ thì mới thấy một đống người Việt Nam lớn rồi, còn cái Nó số quý lớn lắm. người quý lắm nha. Thì cái kỳ đó là cái năm đầu tiên mà mình đi vào tiếng Việt Nam, thì ai nấy cũng ăn bận đẹp đẽ rồi này kia, và vui vẻ cười giỡn rồi nha, tự nhiên có một trận đánh lộn, mình không biết cái lý do đó là cái gì, mình cũng không có muốn tìm hiểu, thì mình thấy nó hơi disturbing của mình, hơi nó làm cho mình hơi hơi thất vọng quá. thì xong rồi sau đó thì lại gặp bà xã, thì thực ra đó mình có gặp Phương Nga một lần trước đó, nhưng mà một cái dịp khác, một cái Tết rồi, rồi sau đó chỉ được giới thiệu là mà không có nói một câu nào gì hết đó. Thì trong cái kỳ mà gặp ở UCLA mới là cái kỳ chánh đó, thì rồi mình cũng không biết, đang cũng ngó vô đánh lộn, cũng không biết làm gì mình nữa, muốn đi về nữa quá, nhưng mà đi chung với anh bạn thì nó ảnh chưa có về, mình cũng chưa có về được, mình chưa có xe nữa, mình mới tới tới chào nó. Hôm trước là có gặp ở chỗ khác, một cái chỗ khác trước đó, đó mà chỉ thấy bạn nó say như là hai cái vậy thôi, không có người bạn giới thiệu thì không có không biết được, rồi sau nữa không có dịp nói chuyện gì được hết. Rồi đây là lần đầu tiên, thì rồi sau đó thì rồi xong cũng không có nghĩ tới cái chuyện gì, gặp nhau không có trao đổi địa chỉ gì hết. Rồi xong cái thì như mình nói lúc đó là khi mặc dầu qua bên bên Mỹ này đi làm, nhưng mà mình vẫn đem một đống cái dữ kiện của cái thí nghiệm mình làm ở bên Pháp đó qua bên này để mà analyze, thì mình cần một số những cái sách vở rồi, thì mới đi vô thư viện của trường Cal State Long Beach.
Do đó ngồi làm việc để mở sách ra coi, rồi mình coi những cái việc của người ta đã làm trước mình về chuyện đó, coi rồi cái lý thuyết họ làm sao, rồi cái những cái dữ kiện mình thu thập bằng thực hành đó, thì nó làm sao rồi mình mới come up với một cái đề án gì vậy, cái tưởng tượng. Thì đang thì lúc đó Hưng Anh cũng vô cái thư viện đó, cái thư viện đó để mượn sách vở hay gì đó. Thì đó là cái dịp mà gặp nhau mà thật sự mà mới có dịp nói chuyện đó. Chứ còn cái party thì nó ồn quá rồi, mình cũng có mà đây là lần thứ ba rồi phải không anh? Thì một cái chuỗi những cái coincidence như vậy đó. Mà thời gian đó anh nói là anh không có xe, anh đi làm từ Garden Grove xuống San Onofre, anh đi bằng phương tiện gì? Cái lúc mà xuống San Onofre là bắt đầu ấy rồi. Cái này mình ngược thời gian chút xíu, lúc mình mới qua đó gặp Thương Anh trước khi bắt đầu đi làm rồi. Hôm nó cũng song song và cũng almost trong vòng mấy tháng đó, đó. Nó cũng khá song song. Thì lúc đó đó, khi đó nào mình cần á thì mình mượn xe của ba. Buổi tối đó thì tới 12, 11 giờ rưỡi, 12 giờ ba mới đi làm đêm á. Thì buổi tối mình có thể mượn xe mình đi. Ban ngày thì khi mình mượn xe mình đi tắm biển. đi chạy qua Đại học Long Beach. Để làm tiếp tục cái chuyện nghiên cứu của mình mà đã làm ở bên Pháp đó, rồi cái tối đem xe về thì ba đi làm. Rồi cái buổi sáng thì ba đi xuống tới rước. Mình đi đón. Hôm 3 giờ mình mới chở mình đi làm rồi mới về ngủ. Rất là cực, cái thời gian rất là cực. Mà ngủ 5 người trong cùng một cái phòng đó. Giờ sau thì có được cái phòng 2 bedroom, thì 2 phòng ngủ. Thì đỡ hơn, hai chị em gái ở một phòng rồi mình làm. Thì nó đỡ hơn. Nhưng mà thì đó, cái đời sống lúc đó thì nó rất là chật vật, rất là khó khăn mà. Không có một cái phương tiện gì hết, không có những cái sinh hoạt về văn hóa nhiều hết á. Thì có lắc nhắc mấy cái party hay là lâu có một cái buổi văn nghệ thì mà văn nghệ nó cũng không có cái tổ chức mà thật là hoành tráng như bây giờ hay gì hết. Nhưng mà mình thấy rất là hay, rất là thích thú, rất là cái lúc mà anh làm một thời gian ở San Onofre đó là anh bắt đầu có tư tưởng là học lên thêm trong cái ngành của anh không? Đó thì trong cái thời gian đi làm đó đó, và mình cảm thấy làm một cái việc như vậy đó thì dĩ nhiên ban đầu thì nó rất là hứng khởi, nó rất là một cái thử thách challenging đó, dùng cái kiến thức đặc biệt của mình, nhưng mà rồi làm mãi trong một cái phạm vi rất là nhỏ như mình nói đó, rất là chuyên môn, thì nên mình cảm thấy mình bắt đầu mình cũng hơi chán. Với lại cái đam mê về vật lý đó nó vẫn stay, nó vẫn còn ở trong lòng mình. Thì một năm học vật lý ở Đại học Khoa học ở Sài Gòn và một năm học vật lý ở thành phố Poitiers ở Pháp đó, thì nó cho mình một cái căn bản vật lý và mình rất là tò mò về cái chuyện đó. Mình nhớ là mình đã cái năm thứ nhì về vật lý ở Pháp mình có học về cái thuyết là thuyết tương đối của Einstein. Thì dĩ nhiên đối với người sinh viên năm thứ nhì thì mình chỉ học gần như một cái introduction, một cái giới thiệu căn bản thôi. Nó chưa có phải là cái gì mà sâu lắng lắm, nhưng mà nó làm cho mình hết sức là tò mò, là bởi vì có những cái chuyện mà nó hoàn toàn hợp lý về toán học, như là thầy đưa ra một cái lý thuyết mà rất là về toán học, nó rất là khúc chiết, nó rất là chặt chẽ, nhưng mà cái kết luận nó rất là phản với lại cái luận lý bình thường của mình. Thí dụ như nếu một người mà nếu có cách nào mà mình có thể di chuyển trong không gian như một cái vận tốc mà gần với cái vận tốc ánh sáng đó, thì có nhiều cái chuyện mà nó hoàn toàn nó không có hợp với những cái sự hiểu biết bình thường của mình về cái thế giới xung quanh, nó sẽ xảy ra nghịch lý. Nghịch lý đó. Là thí dụ như bình thường ở dưới mặt đất mình cân nặng như 100 pound đi, mình 100 kg đi, mà mình đi như vậy đó, thì có thể là khi mình đi gần đến vận tốc ánh sáng, nó càng gần vận tốc ánh sáng mình càng nặng hơn, mình có thể lên tới 5.000 pound, 50.000 pound, 50.000 kg gì đó. Cả tới khi mà mình tới cái vận tốc ánh sáng là mình có thể là nặng infinite. Hay là cái chuyện một người phi hành gia, hai người sánh đôi, một người ở lại trái đất và một người đi lên cái chiếc phi thuyền, mà nếu mà chiếc phi thuyền đó nó bay được gần cái vận tốc ánh sáng, dĩ nhiên cái chuyện đó chưa có ai làm được chuyện đó, cho tới bây giờ cũng không làm được chuyện đó. Và dĩ nhiên
bay tới cái vận tốc ánh sáng thì bây giờ đó theo cái hiểu biết về vật lý bây giờ cũng không có thể làm được. Bây giờ survival lấy nó sẽ vi phạm một cái luật của cái vận tốc ánh sáng. Nhưng mà nếu mình đi được gần tới chưa bằng vận tốc gần tới vận tốc ánh sáng đó, tức là có thể mình chỉ có thể làm được đó, thì cái người đó khi trở về trái đất họ sẽ trẻ hơn so với cái người em hay người anh của mình, hai người sinh đôi mà ở lại trên mặt đất, thì cái người này họ đi mấy năm trời về họ là trẻ hơn. Dù hai người chia tay nhau lúc 20 tuổi, người này đi một vòng về họ trở lại có tháng 15 tuổi, còn người kia đã lên mình bao nhiêu năm đó, như là 20 cộng cái số năm mà người kia đi đó, thì ra thời gian đó nó không có một cái gì nhất định hết đó, nó tùy theo cái vận tốc di chuyển của mình. Rồi cái đó là rồi thêm một chuyện nữa, mình bắt đầu cũng được giới thiệu vào cái vật lý nguyên lượng, tức là quantum mechanics. Dĩ nhiên nó cũng rất rất là superficial thôi, cũng rất là trên bề mặt thôi, nhưng mà nó cũng làm cho mình hết sức là gây đam mê, gây cái tò mò và cái đam mê và cái cách mình nhìn cái không gian, cái vật lý chung quanh mình đó, cái thế giới chung quanh mình đó, nó có một cái gì, nó không phải là một cái gì mà bởi vì cái mà mình hiểu biết của mình về cái không gian á là nó dựa trên một cái không gian mà nó di chuyển trong một cái vận tốc tương đối chậm, tương đối chậm. Như một chiếc xe mình chạy 100 mai là cũng nhiều lắm rồi phải không, hay là 200 mai đi nữa đó, thì nó là trong một cái so với là cái vận tốc ánh sáng nó chưa được bằng một con rùa bò nữa so với một chiếc xe bình thường. Thành ra mình không có bao giờ mình trải nghiệm được những cái đó. Do đó đối với mình nó là nghịch lý, nhưng mà thật ra nó không có nghịch lý, nó chỉ nghịch chỉ là cái gì mà mình biết một cách bình thường, cái tự nhiên, cái mà mình cho là tự nhiên, cái mình cho là tự nhiên chứ chưa hẳn là tự nhiên. Thì mình rất muốn trở lại cái vật lý vì cái lý do đó. Và chứ hồi trước là cũng sợ là vật lý khó tìm việc làm rồi này kia, thì đó cũng đúng. Nếu mà mình không có học cái kỹ sư hàng không đó thì chắc là về vật lý mà chỉ đi tìm việc làm thì thường thường là khó, thường thường mình phải học lên tới tiến sĩ hay gì đó thì tương đối nó có nhiều cái khả năng hơn. Tại vì nó không có đi vào cái thực tế mà nó chỉ có đi vào cái mấy cái theory thôi phải không anh? Đúng rồi, nó đòi hỏi mình một cái thời gian mà incubation, tức là tiếng Anh incubation, tức là mình phải tích tụ một cái kiến thức rất là lâu mình mới thể sử dụng được nó. Khác hơn với lại như là computer science, về điện toán, về tin học, hay là về kỹ sư chẳng hạn, thì những cái kiến thức mà vô là áp dụng không liền. Phải là dễ hay là không phải là thô sơ, mình không có nói vậy, nhưng mà nó áp dụng được liền. Còn cái vật lý nó tương đối nó mình cần một cái thời gian mà chuẩn bị lâu dài hơn, thì thường thường cái tiến sĩ thành ra ai cũng sợ chuyện đó. Rốt cuộc anh bây giờ anh có cái tư tưởng là ok anh đăng ký cho cái tiến sĩ, thì cái động lực nào, cái động lực của anh cái thời gian đó để cho anh đi học là nó cái nguồn của nó là từ đâu, nó phát xuất từ đâu? Phát xuất là khi đó cái đời sống mình tương đối cũng đã ổn định rồi. Sau mấy thì mình anh lập gia đình, lúc đó anh lập gia đình chưa? Chưa lập gia đình, mãi sau này mới, thì cũng bởi vì đi học vật lý mà nó chậm trễ hết những chuyện đó. Thì lúc đó thì tương đối ổn định và việc làm thì của ba mẹ thì cũng khá hơn chút, tuy rằng tuổi cao đó, thành ra cái việc làm nó cũng mà không có những cái bằng cấp hay cái kiến thức chuyên môn về làm những cái chuyện như là đi ráp mấy cái đèn điện rồi những cái làm chuyện labor cho đó. Mẹ làm đó, còn ba thì về sau có đi học một cái lớp mấy tháng về điện tử, nên là một chuyên viên điện tử ha. Thì cũng tương đối cũng sống được. Và em thì cũng ra trường trung học cũng có đi làm. Bắt đầu đi học nhưng mà cũng có bắt đầu đi làm rồi, chị cũng vậy. Bắt đầu đi làm được. Thành tương đối cái áp lực về tài chính nó đỡ hơn thì mình đi học. Nhưng mà trong khi mình đi học đó thì mình làm part-time, cũng làm ở cái cùng cái hãng đó, Vector đó. Thì thay vì làm full-time sau một năm gì đó thì bắt đầu mình làm part-time. Thì nửa ban ngày mà thứ hai, thứ ba gì đó thì hay là tùy theo cái semester, thì cái lúc nào mình không có đi học ở trên UCLA đó thì mình đi làm ở dưới này. Thì hồi lúc đó họ cũng khá dễ dàng cho mình, vì lúc đó họ cần những người làm về cái stress analysis đó. Thành ra họ cho mình được cái tự do như vậy. Thì một tuần mình làm chừng 20 tiếng gì đó, không tới nữa. Thì dĩ nhiên cái lương nó ít hơn nhiều và nó cũng không có những cái
bảo hiểm sức khỏe hay là gì hết. Nhưng mà dĩ nhiên thì mình phải mua bảo hiểm sức khỏe như là sinh viên ở trên New Zealand. Nhưng mà khi lúc đó mình cũng học part time và mình chỉ đăng ký, mình chỉ ghi danh vào học cử nhân là gì đó, sao cử nhân master là gì, mình gọi là master là tiến sĩ, tiến sĩ là PhD nha. Anh vô tiến sĩ chưa hay là master? Vô cái chương trình master thôi, master thì mình có biết là mình có học nổi tới tiến sĩ hay không, có điều kiện không, bởi vì tiến sĩ nó rất là lâu, vì cái vấn đề mà nghiên cứu nó có thể 5-6 năm, rất là nhiều năm, tùy người mà có cái thời gian giới hạn nữa. Nhưng mà sau sau khi mình đã xong hết tất cả về lý thuyết rồi đó ở UCLA đó, nếu mình ghi danh vào cái chương trình mà tiến sĩ đó, PhD á, thì mình có mấy năm để mình học hết những cái lý thuyết, rồi từ khi mình học xong lý thuyết tới lúc mình phải xong cái luận án để mình ra trường đó là lúc đó giới hạn 5 năm. Thì nó có thể nghĩa là mình phải học tập trung, mình phải mới có thể làm được. Thành ra trong cái lúc mà học tới master đó thì mình đi làm part time, rồi cho tới khi học xong cái master đó mình gọi là cao học, đúng là chắc là cao học. Thì cao học đó thì mình mới nghỉ làm bên cái hãng Bechtel, rồi mình đi học ở UCLA. Lúc đó thì mình được cái nó gọi là RA, tức là research assistantship. Có một vài lần thì mình có cái TA nhưng mà rất là ngắn, TA là teaching assistantship, thì mình phải phụ giảng vậy đó, phụ giảng hoặc là chấm bài hoặc là những cái lớp mà ông thầy ông cho phép mình làm hay là ông muốn mình làm. Thì nhưng mà đại đa số thì mình được cái RA là cái research assistantship, cái đó là cái phần chính. Thì để mình bắt đầu mình nghiên cứu trên một cái đề tài mà mình đồng ý với là cái người mà cái người mà advisor, là cái thầy như thầy mình gọi là tiếng Việt mình gọi là như là thầy hướng dẫn, là cái thầy hướng dẫn của mình. Xin lỗi tiếng Việt mình hên mình hơi lộn đó. Thì đó thì cái thời gian đó đó thì tương đối mình không có phải lo về vấn đề đi làm nữa, thì nó dễ hơn. Cái master thì rất là dễ, rất là nhanh, mình học hết tất cả những cái mà họ đòi hỏi rất là nhanh. Rồi xong rồi lên đó thì bắt đầu mình không còn phải đi học về lý thuyết, mình tập trung hoàn toàn. Mà cái tiến sĩ, mà lúc mà anh lên từ cái cao học lên tiến sĩ đó, thì cái bài luận văn của anh, phải luận văn không? Cái luận án. Luận án á, cái luận án của anh về môn vật lý, nó nằm ở trong cái đề tài gì? Thì trước đó đó, mình ngược lại một bước ha. Thì khi mình vô cái phần tiến sĩ đó, nó có hai cái kỳ thi. Một kỳ thi gọi là sơ tuyển, preliminary. Còn một cái kỳ thi thứ nhì đó gọi là qualifying, tức là để chứng tỏ là mình có đủ khả năng để mà mình nghiên cứu rồi đó. Mình lúc đó mình đã chọn cái đề tài nghiên cứu, nhưng mà mình cần phải trình bày trước một cái hội đồng giáo sư đó, thì mình có khả năng rồi thì mình mới vào cái chương trình tiến sĩ. Thì một cái chi tiết nhỏ cũng không có gì quan trọng. Nhưng mà trở lại cái chuyện mà cái đề tài về nghiên cứu, thì lúc đó đó thì cơ quan NASA của Mỹ đó, họ có một cái trong một cái chương trình mà mình, nếu mình nhớ không lầm, là cái Space Shuttle, thì nó có những một số những cái vấn đề về cái người ta muốn biết được cái sự tác động giữa cái âm thanh và những cái và cái khi mà nó bay một vận tốc cao đó, thì cái vận tốc của những cái chất không khí, cái chất gas hay là không khí đó, nó có một cái tác động với âm thanh, và nó có một cái số những cái hiện tượng mà chưa ai hiểu được là tại sao nó lại tác động như vậy. Thì cái ngành cái subject nó tương đối nó rất là cụ thể, không phải là lý thuyết, nhưng mà người ta không hiểu nó tại sao như vậy. Thành ra mới muốn hiểu được những người đó thì mình phải trở lại cái căn bản. Thì nghiên cứu trong vật lý là thường là những cái tiếng Anh gọi là basic science, tức là những cái gì nó rất là căn bản. Vì muốn trở lại cái căn bản đó, nó đòi hỏi mình phải hiểu biết từ những cái gì người ta đã hiểu biết rồi, và mình phải nghiên cứu một cái gì mà mới hơn người ta chưa có hiểu. Thì cái basic trong cái nghĩa đó đó, mặc dầu
có thể người ta gọi là advanced degree, một cái gì đó, một cái ngành, một cái bằng cấp cao, nhưng mà mình phải trở lại cái gì căn bản nhất. Yeah. Mình phải trở lại, mình coi những cái molecule, những cái phân tử của khí đó nó tác động như thế nào với lại cái sóng âm thanh rồi này kia, thì nó trở lại một cái gì rất là căn bản. Mặc dù cái cuối cùng của nó là một cái ứng dụng mà có thể rất là thực tế, nhưng mà cái lý thuyết đó có thể sau này áp dụng được cho tất cả những cái rất là nhiều chương trình khác. Yeah. Yeah. Thì lúc đó thì mình được cái research assistantship từ NASA, thì NASA họ tài trợ cho UCLA làm một cái phòng lab để collect mấy cái data ra để mình đo đạt được những cái đó. Và trong lúc đó thì song song với cái phần đo đạt đó thì mình phải làm một cái lý thuyết để mà mình cắt nghĩa cái chuyện đó, mình phải đọc lại tất cả những chuyện mình đã làm trước đó để mình phê bình những cái đó, tại sao cái hiện tượng bây giờ thì nó đòi hỏi mình phải nghĩ ra khỏi cái gì mà đã biết trước đó rồi. Yeah. Chứ không phải như engineer từng từ mình up, mình ứng dụng những cái gì mà đã làm rồi, mình chỉ nhưng mà trước mình làm về nghiên cứu cái cưỡng suất đó, cái sức ép ở trong cái ống nước rồi kia đó, thì nó làm cái gì đã hiểu biết hết rồi, không có cái gì mà cái này là mình đẩy cái đề tài còn xa hơn trong cái ngành đó, nó sâu hơn, nó cần một cái sự hiểu biết về mình thành càng sâu chừng nào thì nó càng phải trở lại cái căn bản chừng đấy. Cái căn bản mình muốn đi xa thì mình phải trở lại cái căn bản, đại khái nói vậy đó. Thì ví dụ như bây giờ mình lấy ví dụ về computer science bây giờ, thì một cái computer bây giờ nó dùng những cái tín hiệu điện, cái tín hiệu trong cái chip bây giờ tất cả là electronic hết, là điện. Nhưng mà về sau này đó, mình khi mà làm việc cho Northrop này, mình John Forward, thì mình tìm cách process mấy cái data đó, mình tìm cách mình xử lý những cái tín hiệu đó, những cái tin tức đó bằng ánh sáng thay vì dùng cái electron. Thì cái đó đòi hỏi mình phải ngược trở lại cái căn bản của vật lý. Bởi vì tại sao ánh sáng? Vì ánh sáng đó mình không muốn đi sâu quá thì cái gì nó khó, nó phức tạp quá, nhưng mà tại cái ánh sáng đó nó có cái khả năng chuyển tải một cái số lượng về tin tức rất là cao. Mà gọi là bandwidth đó, có một cái bandwidth rất rộng hơn. Nó có cả ngàn lần cái electron nên nó chạy trong một cái sợi dây điện. Thì tất cả những cái chip mà bây giờ advanced chip bây giờ đó thì đều là electronic hết. Thì nó có một cái khả năng của nó bị hạn chế về cái khả năng của nó là cái bandwidth, vì cái electron trong cái mình chỉ nói đại khái là width down đi sâu hơn nữa, là nó có một cái bandwidth nó bị cái đó là một cái giới hạn mà fundamental, tức là một cái giới hạn căn bản không có thể vượt qua. Không phải là cái người kỹ sư về điện họ không có biết cách làm hay hơn, không phải là người ta chưa có chế biến được những cái interface, nhưng mà cái giới cho nó nhanh, cái giới hạn, cái giới hạn thực tế là nó nằm ngay đó thôi. Cái chữ thực tế cũng đúng, cái giới hạn mà vật lý, cái đó là cái nature of things, cái đó là cái giới hạn mà căn bản nhất, fundamental, đó là fundamental điểm nhất. Cái đó mình không có thể vượt qua được. Cái không cách nào, như là mình không có thể đi nhanh hơn cái vận tốc ánh sáng được theo trong cái tương đối, thì là bởi vì không phải là mình không biết cách làm cái phi thuyền cho nó mạnh hơn, nó bay nhanh được hơn, nhưng mà cái lý thuyết về cái thuyết về relativity nó chứng tới đó thôi, và tới đó là mình không có thể đi nhanh hơn được. Cũng như là cái ánh sáng, tại sao mình giới hạn nó như vậy, thì cái trả lời cái câu hỏi đó là cả một cái ngành khoa học mà dĩ nhiên mình không có trong cái scope của buổi nói chuyện của mình hôm nay, nhưng mà mà mình cũng phải là một người chuyên môn về cái thuyết tương đối, nhưng mà thì cái đó là một cái giới hạn rất là căn bản. Thì về sau này có một thời gian thì mình làm về cái việc đó, thì mình tìm cách nào để mà mình có thể treat được nhiều data hơn, mình có thể xử lý được nhiều cái dữ kiện nhanh hơn bằng ánh sáng. Mà anh đang qua cái chương trình của cao học, rồi anh vô cái chương trình tiến sĩ mà của NASA Đại Thọ, anh nói phải không? NASA Đại Thọ. Thì cái đó chương trình đó rốt cuộc anh tưởng là 2 năm, 3 năm, 5 năm gì đó, rốt cuộc cái thời gian đó là bao lâu? Thì nó cũng khoảng
hơn 5 năm chút xíu. Yeah. Bởi vì 2 năm đầu đó thì mình làm tất cả những cái requirement về về lý thuyết đó, để cho mình có thể nó có một số lớp căn bản mà mình phải học. Thì mình xong học xong cái đó thì mình thi một cái kỳ gọi là preliminary exam, yeah. kỳ tuyển lựa để họ thải vết. Rồi cái kỳ một cái kỳ thứ thứ nhì là qualifying exam, là mình trình bày cái dự án của mình, những nghiên cứu như thế nào, rồi mấy ông thầy ông quyết định. Thì sau cái đó đó mình bắt đầu với nghiên cứu. Thì cái khoảng nghiên cứu thì khoảng chừng 3 năm mấy 4 năm. Vì khi mà mình đi làm rồi đó vẫn chưa xong. Khi mình apply có việc làm rồi đó, thì mình vẫn nói với cái người mà cái hãng mà nó muốn mình đó, là tôi đang viết cái luận án. Bây giờ tôi đã nghiên cứu rồi. Đã xong rồi, tôi đã cái cuối cùng á, mình có một cái nó gọi là một cái kỳ thi vấn đáp, gọi là oral examination đó, là mình phải defense cái thesis, tức là mình phải đứng trước, mình trình bày cho một cái ban giám khảo đó, và họ sẽ hỏi những câu hỏi thử thách mình, họ challenge mình, họ muốn biết là cái nghiên cứu của mình ra như nào. Mình phải đưa cái luận án của mình cho họ đọc trước, rồi xong họ sẽ challenge hỏi mình, câu. Họ thử thách là mình, họ hỏi ngược lên mình, họ nói ờ cái này đó tôi không thấy không hợp lý, cái này cái kia không có đúng, cái nọ không có đủ cái lập luận để mà đi đến một kết luận như vậy, vâng. Thì mình phải đứng là mình chống trả lại những cái tấn công. Rồi cái trong cái thời gian đó là anh có gặp anh có đi những cái kiểu bằng những cái chỗ nào mà có NASA hay là tất cả là cái research là ở UCLA? Có một lần có đi lên NASA với ông thầy, nhưng mà chỉ một lần. Sau đó là vì cái research ở UCLA đó thì mấy người NASA họ xuống họ coi. Có một cái người, một ông đó cũng là một người tiến sĩ về vật lý NASA, thì ông cũng được cái funding đó, ông đứng ra, ông là cái người mà như là supervisor mình vậy đó, supervising mình vậy đó. Ông theo dõi cái chuyện làm của mình, cái tiến triển của mình, coi có tiến độ như thế nào. Mỗi 3 tháng mình phải viết một cái tường trình. Và sau đó mình có những cái việc mà nó đạt được một cái tiến bộ mà tương đối là có giá trị gì đó, một cái khả quan nào đó, thì mình phải viết những cái một cái publication, tức là một cái mình phải viết thành những cái bài để gửi đến những cái tờ báo trong cái ngành của mình, trong cái ngành vật lý mà chuyên môn đó của mình. Mình phổ quát ra hết cho trên thế giới để người ta đọc. Và trước khi cái bài đó, khi mình những người chuyên môn trong cái ngành đó từ khắp thế giới, họ có quyền họ phê bình, họ kiểm thảo, họ không phải kiểm thảo mà họ phê bình mình làm cái này đúng hay không đúng, hay là nó nghịch lý chỗ nào hay làm sao đó. Thì cũng giống như họ mình thi rồi, mà trước cái này, trước khi mình thi cái vấn đáp cuối cùng thì NASA họ cũng phải dựa trên những cái đó, vì nó là peer review, tức là có được những người mà trong ngành của mình họ review. Bởi vì khi mình làm về tiến sĩ đó thì đa số những cái ngành đó là những cái ngành đó cutting edge, tức là những cái chuyện mình làm đó là thường thường là chưa có ai làm những cái đó, thường thường là phải như vậy, hay là mình đề nghị một cách làm hoàn toàn khác về cái subject đó mà mình làm hoàn toàn khác, chưa có ai khác làm. Phải có cái gì mà hay là original research, tức là một cái nghiên cứu mà nó phải cái gì mới mẻ nhất. Bây giờ anh lấy được cái bằng tiến sĩ xong đó, rồi lúc đó anh ra làm việc ở một cái cơ quan, hay là anh vẫn nằm trong cái trường đại học UCLA rồi anh làm cho trường, hay là cái tiến trình của anh nó như thế nào từ lúc đó? Ông sau khi mình xong rồi đó, khi cái kỳ thi vấn đáp cuối cùng xong rồi đó, thầy ông đã chấp nhận cái luận án của mình rồi đó. Dĩ nhiên có một số những cái thay đổi trong khi mà mình trình bày cái luận án trong những cái kỳ thi vấn đáp cuối cùng đó, thì mình phải sửa cái luận án mình lại, hoặc là mình phải làm cho nó sáng tỏ hơn, hoặc là có cái gì mà nó không có đúng đó, mình có phải có người phải làm lại cả cái rất là ít, nhưng mà cũng có nhiều người phải làm là một phần của cái thí nghiệm của họ để làm sáng tỏ hơn một số vấn đề. Thì cái đó nó cần rất nhiều. Thì giờ mình thì may mắn là chỉ có một số những cái lý thuyết mà mình phải làm lại thành
Thành trong lúc đó mình có thể bắt đầu đi làm việc. Thì mình cũng bao nhiêu năm nay đi học thì không có tiền bạc gì, như có cái grant, cái research assistantship đó, thì nó cũng không bao nhiêu tiền để đủ sống thôi. Thành ra bây giờ mình có thể không cần phải ở trong trường, mình phải chỉ sửa lại về lý thuyết đó. Yeah. Mình có thể đi làm, thì mình bắt đầu đi làm ở một cái hãng ở San Diego. Thì cái hãng đó tên là General Atomics. Thì nó làm, khi đó nó đang research về fusion energy. Khác hơn cái lúc mà mình làm cho Bechtel, mình nghe nhà máy phát điện ở San Onofre đó. Đó là fission. Fission có nghĩa là mình dùng một cái nguyên tử thật là nặng, uranium, một cái isotope, một chất đồng vị của uranium, rồi mình break nó bể ra. Yeah. Thì nó phát ra một cái năng lượng khá lớn. Okay. Thì cái đó gọi là fission, tức là mình đập bể một cái gì lớn nặng như này. Còn cái fusion đó là mình đem hai cái nguyên tử thật là nhiệt, mình nhập nó lại với nhau, thì cái nguồn năng lượng mà nó phát ra đó nó to lớn hơn rất là nhiều. Giờ nó vĩ đại hơn rất nhiều, cái sức phát và ra hơn nữa nó không, và nó không có một cái chất phóng xạ hết. Ngược kia là cái fission chẳng hạn, tất cả những cái nhà máy phát điện trên thế giới bây giờ đều là cái kỹ thuật cũ hơn mà người ta đã khám phá từ trước đại thế chiến, là fission, tức là đập bể một cái phần tử nguyên tử uranium rất là nặng, một cái isotope của một cái chất đồng vị của uranium rất là nặng. Bây giờ nó dàn dệt cái byproduct đó, cái đó nó tạo ra những cái chất dư á, những cái isotope khác mà nó rất là nguy hiểm, vì là nó có cái tính chất phóng xạ, tức là nó phát ra những tia phóng xạ mà nó nguy hiểm cho sức khỏe con người, như mình thấy gần đây nhất là ở Fukushima ở ở Nhật mà. Hay trước đó ở Nga thì có Chernobyl. Trong thập niên 80 mình nghĩ vậy. Thì đó, thì lúc bây giờ đó, cái chương trình này đó là do chính phủ Nhật họ fund 50%, họ tài trợ 50%, và Department of Energy của chính phủ Mỹ, tức là cái cơ quan về năng lượng của chính phủ Mỹ, họ tài trợ 50%. Đó, thì cái chương trình mình làm việc ở đó là như vậy. Thì khi đó đó là cái tiến độ nó rất là chậm, bởi vì cái này nó rất là fundamental, nó có nhiều cái vấn đề mà trong vật lý người ta biết nó, người ta hiểu nó, nhưng mà người ta chưa có cái cách nào mà áp dụng cái theory áp dụng được một cách, như là để phát ra năng lượng. Thí dụ bây giờ mình lấy thí dụ đó, cái fission, cái cách mà tạo ra năng lượng mà hợp hai cái nguyên tử thật nhẹ đó là helium, là isotope hydrogen đó, hợp nó lại đó, là cái gì mà nó xảy ra trên mặt trời. Mặt trời là một cái lò, you know, phản ứng fission, phản ứng hạt nhân, như là to lớn nhất, và trên đó đó những cái phần tử nhẹ nó fuse lại nhau, nó hợp lại với nhau, nó phát ra ánh sáng từ bao nhiêu trăm triệu nhiêu tỷ năm nay. Và để đạt được như vậy đó, thì cái nhiệt độ trên mặt trời đó nó phải là một triệu độ, a million degree. Nhưng mà trên mặt trời đó, là bởi vì mặt trời là một cái khối rất là lớn, cái mass, cái chất lượng nó quá lớn, thành ra cái gravity force, cái sức hút, dẫn lực đó, mình gọi là dẫn lực đó, không biết sao nhưng mà mình gọi là gì, mà dẫn lực nó rất là cao, cái gravitational field nó rất là cao. Thành ra mà dầu vậy đó, nó kéo những cái, nó ép những cái nguyên tử nhẹ ra lại với nhau. Mặc dầu như vậy mà nó còn cần phải một triệu độ để cho những cái phân tử nó mở nhau. Mà bây giờ trên mặt đất đó, bởi vì cái sức dẫn lực ở trên trái đất, cái gravitational force trên trái đất đó, rất là kém, nó rất là nhỏ, bởi vì trái đất có chút xíu à. Cái sức hút của trái đất đó, nó tỷ lệ với là cái trọng lượng của cái trái đất, mà so với mặt trời thì nó tí này à. Thành ra ở dưới này đó, dưới trên mặt đất này, muốn được tạo được cái phản ứng mà fission như vậy đó, mình phải cần tới 200 triệu độ, theo như là cái tính toán của cái lý thuyết, mà tạo ra 200 triệu độ trên mặt đất này đó, là một cái kỳ công về engineering. Bây giờ nó từ cái lý thuyết mình biết rồi, nhưng mà làm sao mình chứng minh là mình làm được? Cái đó mình cần những kiến thức về của những người kỹ sư. Bằng cách nào để mình một cái nguồn, tưởng tượng một cái nguồn mà nó nóng như vậy đó, nó đụng vô cái gì nó cũng tan hết đó. Không có cách nào mà contain nó lại, mà mình không có contain nó lại đó, mình phải ép nó lại.
mà lấy cái gì để áp nó. Thì nó rất là nhiều khê, thì có một vài cái solution, nhưng mà cái mà hồi trước mình làm ở San Diego đó, là người ta dùng một cái magnetic field, tức là một cái từ trường, một cái từ trường rất là mạnh để mà ép nó lại nha. Cái đó mình không có cần một cái gì, bởi vì mình bỏ nó vô cái bình thật là nhỏ thôi, mình ép, nhưng mà nó 100 triệu đô, đâu có cái bình nào mà chịu nổi. Yeah. Bình đó nó sẽ chảy ngay lập tức, ở xa cái mấy mai sau nó cũng chảy rồi. Thì đó, mình ép nó bằng cách dùng một cái gì khác hơn, đó là một cái gì nó không có materialize, nhưng nó là một cái từ lực, gọi là từ lực đó, magnetic field, magnetic force, thì mình ép nó lại nha. Thì rồi mà làm được như vậy thì cần những cái magnet kinh khủng vĩ đại lắm, mà mấy cái magnet đó nó chạy bằng điện. Thành ra mỗi lần mà mình làm experiment đó, mình phải charge nó cả tuần lễ, mình đóng mấy cái pin đó, yeah, mới ra cái cục 500 đó. À, để mình power mấy cái cục 500 đó. Nhưng mà làm như vậy đó, mỗi lần mình làm vậy dài lần đó, cả cái thành phố San Diego đó, nó bị cúp điện. Bây giờ mình dùng nhiều, mặc dù mình có battery, nhưng mà mình phải làm việc với lại SCE, tức là Southern California Edison. Edison đó. Yeah, nó cho phép mình, nó chịu cho mình làm, mình phải trả một cái số tiền lớn để cho nó cho mình. Cái khi mà mình không có tháp thẳng được, mặc dù như vậy đó, mà có nhiều lần không biết cái chuyện gì xảy ra mà mình vẫn hút quá nhiều điện từ trong cái mạng lưới điện của thành phố San Diego, là nó gây ra cái nhiều cái rối loạn cho San Diego. Mà sau đó thì giải quyết được, nhưng mà cái magnetic field nó không đủ mạnh để mà cái research này là để mà dùng cho phát điện, hay là để dùng cho máy bay, hay là có thể trong tương lai thì có thể cho máy bay, nhưng mà cái đó thì nó còn xa vời hơn nhiều nữa, là bởi vì mình phải làm được cho nó nhỏ và nó nhẹ để cho máy bay có thể tự phát được. Nhưng mà cái này nó, cái lúc đó là mình đang cố gắng mình chứng tỏ rằng cái điện, cái năng lượng mình phải để vô trong đó để cho cái phản ứng nó xảy ra đó, yeah, nó ít hơn là cái năng lượng mà mình được lấy ra được, nó gọi là break even đó. Yeah, nó yeah, mới có, yeah, yeah, có cái gì interesting, có cái gì mà có lý cho mình làm. Yeah, yeah. Chứ nếu mình phải bỏ vô rất nhiều năng lượng mà phát được có chút xíu thì nó không có gì hay hết. Đó thì cái đó người ta vẫn chưa có đạt được cái đó. Thì vì những cái khó khăn quá sức về kỹ thuật đó, thì bắt đầu DOE, tức là cái cơ quan về Department of Energy, là cơ quan về năng lượng của Mỹ đó, thì họ rất là lệ thuộc vào cái chính trị của những cái administration, của những cái chính phủ mà họ đặt quan trọng về vấn đề tìm một cái nguồn năng lượng mới để giải quyết những cái nạn ô nhiễm, mà là những cái nạn bị phóng xạ chẳng hạn, của cái fission energy. Thì chỉ có những cái người leader như vậy, và Congress nữa, và Quốc hội nữa, phải chấp nhận tài trợ những cái dự án nghiên cứu như vậy. Thì chẳng may là trong thập niên 80 đó, người ta thường lúc đó thì một người tổng thống, ông tổng thống Reagan, ông lên thì cái chú trọng về bên phía đảng Cộng hòa lúc đó, hay của tổng thống Reagan lúc đó, là không có đặt nặng lắm với những cái nguồn năng lượng mới, mà clean energy đó, yeah, nó không có tạo cái ô nhiễm. Thành ra cái đó nó trở thành một cái thứ tự ưu tiên, nó bị hạ xuống rất là nhiều. Thành do đó cái cơ quan về năng lượng của nước Mỹ, Department of Energy đó, họ cắt cái ngân sách. Thì mà bởi vì cái quỹ reserve này, là nghiên cứu này, là 50% Mỹ, 50% của chính phủ Nhật, thì bên Mỹ họ cắt 10% hay gì mình nhớ lúc đó, thì bên Nhật họ cắt 10% để giữ cái phần nửa của hai bên. Thành ra cái reserve nó bị gặp rất là nhiều khó khăn, 20% cái budget, thì một cái ngân sách thì nó rất là khó khăn. Thành lúc đó tất cả mọi chuyện đều delay, là bị chậm trễ là rất nhiều, và nhiều cái việc mà có thể bị bỏ, hay là gián đoạn đi. Yeah, yeah. Vậy là cái thời gian đó là anh đang làm việc cho công ty Vector, hay là sau khi đó? Cái đó Vector thì làm cái song đó, cái unit ở chỗ San Onofre, thành phố San Onofre, đó. Đó là fission, cái đó là cái đó là cái kỹ thuật mà hiện giờ người ta trên thế giới đang làm, và như Việt Nam mình cũng sẽ cất một vài nhà máy, thì những cái nhà máy sắp cất ở Việt Nam cũng là fission,
Thì bây giờ trên thế giới chưa có chỗ nào làm được fusion hết. Yeah. Chưa có cái đó chưa có xảy ra. Có thể người ta hồi trước người ta tiên đoán là 20 năm 30 năm, mà bây giờ nó thấy nó còn những cái vấn đề nó còn phức tạp lắm, chưa yeah, có yeah. Rồi mười mấy năm tiếp sau khi anh lấy cái tiến sĩ đó là anh vô cái công ty anh General vô cái công ty cái tên yeah, là General mà anh làm cái đó bao lâu? Mình làm cái đó cũng được cỡ chừng 3 năm. Yeah. Là chưa tới 3 năm phải, là bị gì cái gì mà cắt cái ngân sách á. Với lại lúc đó thì mình như anh cũng biết nhau cũng gần 7 năm rồi. Có một cái long term relationship thì yeah. Lúc anh bắt đầu ra trường về y khoa rồi. Yeah. Thành đang kiếm chỗ mà để thực tập đó. Yeah. Thì kiếm được cái chỗ mà anh thích nhất là ở trên vùng ở gần trên này, gần gần Los Angeles. Long Beach, thành ở UCI, sorry, ở Orange County. Thành ra rồi thêm nữa cái việc làm mà mình rất là thích, cái dự án mình đang làm rất là thích đó, thì nó bị cắt cái ngân sách lúc đó, thành ra không có thể tiếp tục được nữa. Thì có những cái việc khác nhưng mà mình không có thích bằng. Rồi trong lúc đó thì cái một cái ngành nghiên cứu khác đó lại được nó trở thành được người ta tài trợ nhiều hơn. Tức là cái nghiên cứu về high energy laser, tức là dùng những cái laser mà năng lượng cao. Vì cái thời lúc đó là cái cuộc chiến tranh lạnh mà at the peak of the Cold War. Thì chiến tranh lạnh lúc đó thì Tổng thống Reagan có đưa ra một cái initiative, một cái phát khởi, một cái ý đồ là sẽ dùng những cái giọt khí mà thật là tối tân. Tối tân. Mà bắn hay những cái mình cái missile, tức là những cái tên lửa ha, hay là những cái missile tên lửa đầu đạn nguyên tử của bên Nga không phải lúc đó chưa phải Nga, đó là Soviet, liên bang Soviet tức là nó rộng hơn Nga nhiều. Thì liên bang Soviet lúc đó cái kỹ thuật về về missile của họ rất là tối tân, rất là tối tân. Thì Mỹ họ muốn có những cái cách mà bắn chống cái lại đó. Tiêu hủy nữa, chung chống lại bằng cách tiêu hủy nữa. Nhưng mà nó thì mình nói chút xíu về cái đó, nếu mà mình có hơi chi tiết quá thì cho mình biết ha. Thì khi mà cái missile nó bắn lên đó thì nó có giai đoạn đầu nó gọi là boost phase, tức là khi đó nó phải chiến đấu như là cái sức hút của trái đất kéo nó trở lại đó, thành ra nó phải rất là powerful, nó phun ra rất là nhiều lửa, nhiều khói, nhiều energy, nó phải spend, nó dùng rất là nhiều năng lượng trong cái giai đoạn đó. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà dễ detect. Thì có những cái phi trường trên không gian ngó xuống họ sẽ thấy được những cái đó nhanh, mà lúc đó nó chưa có bay nhanh được nữa, thì nó dễ detect nhất. Thì khi mà nó tìm ra được nó ở đâu rồi đó thì mình track nó dễ hơn. Thì ra để mình nó bay. Nhưng mà cái lúc mà tìm nó đó, tìm dễ nhất là lúc nó vừa mới bắn lên mấy phút tiên đó. Thì khi mà nó lên trên cái quỹ đạo cao hơn rồi đó, đi qua cái geosynchronous orbit rồi kia rồi đó, bay rất là nhanh, rất là khó tìm đó. Và khi nó re-enter, tức là nó bắn lại, không phải bắn thẳng từ bên Nga bên Mỹ đi sát ra đó, thì nó bắn ra ngoài không gian rồi đi nó nhanh re-enter trở vô, thì nó nhanh hơn, nó một cái vận tốc mà người ta là hypersonic speed. Thì cái lúc đó rất là khó mà bắn đó, thì khó mà tiêu hủy nó. Cũng có những cái cách nhưng mà nó mình phải theo dõi nó được từ đầu. Thì mà cái đó là Soviet nó ra trước Mỹ hay là Mỹ ra trước? Tại vì Soviet lúc đó nó có những cái kỹ thuật về missile rất là cao, thì Mỹ nó cũng có, nhưng mà mình không có biết nhiều cái kỹ thuật về missile như mình đã làm lần đó. Nhưng mà mình chỉ biết, mình biết là bởi vì mình làm cái laser energy để bắn cái đó, thì mình chỉ biết sơ sơ cái bề mặt thôi. Thì ý của em hỏi là cái kỹ thuật của người của Soviet nó ra đó là bắt đầu họ tìm những người cái đội như của anh để mà nghiên cứu, để mà bắn xuống cái missile của bên kia hả? Chứ Nga họ không có làm gì, họ chỉ làm missile thôi. Bên bên liên bang Soviet á, họ chỉ làm về missile thôi. Chưa có, theo mình biết là dĩ nhiên có thể CIA họ biết, mình đâu có biết, mình chỉ làm kỹ thuật thôi. Thì lúc đó Tổng thống Reagan có đưa ra cái, thật ra có một cái ông physicist tên là Edward Teller. Ông là cái người mà hồi xưa là the father, người cha đẻ của cái dự án Manhattan Project mà làm trái bom nguyên tử đầu tiên sau đệ nhị thế chiến đó.
Taylor đó. Thì cũng chính cái ông vật lý gia đó đó, ông Edward Taylor là cái người mà cố vấn cho tổng thống Reagan để làm ra cái, để đưa ra một cái, phát khởi ra cái một cái ý đồ, một cái initiative gọi là rồi anh làm cho cái program đó được bao nhiêu năm? Mình làm cho thời gian nó cũng gần 10 năm. 10 năm, mà trong cái thời gian đó là bắt đầu anh cùng, coi cùng hãng đó thì khoảng gần 10 năm, nhưng mà trong cái thời gian mà làm về cái đó đó thì you know, nó cũng không có, nó cũng short lived, cũng again là bởi vì politics, cái chính quyền Reagan, cái sự support cho cái đó về sau nó càng ngày nó càng ít đi, họ sẽ đầu tư vào cái đó đó nó cũng ít đi, và hơn nữa đó là những cái tiến bộ nó không có nhanh đi nữa như họ nghĩ. Cái ông Taylor chắc là ông hứa hẹn như thế nào đó với bên chính quyền Reagan, thành có thể là cái đó nó không có tiến bộ nhanh như vậy, thành ra nó không có còn cái support, political support nữa, cái sự ủng hộ về phía chính trị đó, phía chính phủ đó, nó không còn nữa. Mà thì cái vấn đề mà làm nghiên cứu trong những cái ngành mà nhiều khi mình thấy là nó thích thú, nó hào hứng nhất đó, thì nó có cái mặt trái của nó là nhiều khi nó không có, chưa có cần thiết ngay bây giờ, mà nhiều khi ta thấy không cần thiết ngay bây giờ người ta lại không có đại thọ. Rồi sau đó thì bên Liên bang Xô Viết nó bắt đầu nó sụp đổ lúc đó. Rồi trong cái sự cạnh tranh chạy đua về võ khí với lại Mỹ đó, thì Liên bang Xô Viết nó bị gần như là đại thọ, có thể nói là bị thua đi một bước. Thì lúc đó cái ông tổng bí thư Gorbachev của bên Nga trương lòng hòa bình lại với lại bên miền Tây, bên phía Tây phương. Thành do đó họ đi ra những cái, họ có những cái dự án mà về không có những cái hiệp ước để giảm các những cái missile, những cái tên lửa mà liên lục địa hoặc là intercontinental ballistic missile ICBM, thì có những cái hiệp ước giữa hai bên. Do đó mà cái chuyện mà dùng những cái vỏ khí đặt trong không gian đó, nó gọi là space based laser, những cái tia laser cực mạnh để bắn những cái, để tiêu hủy những cái đó, nó không còn cái sự mà cần thiết liền nữa. Thì cái đó là cái mà nhưng mà về sau này mình, khi mình trẻ tuổi thì mình thích những cái chuyện mà nó mạo hiểm phiêu lưu, cái chuyện gì mà nghe nó cái giải xin như vậy. Nhưng mà nhiều khi giờ mình nghĩ là mình thấy nó cũng có thể nó không có thực tế, mà nó không có sự điên cuồng, nó đi đôi với một cái điên cuồng một cái lòng ước muốn mà hạ cái bên của mình, cái đối thủ của mình, nghiền chế nó hay là thắng hơn gì đó. Nếu mà người Mỹ họ làm được cái đó thì Liên bang Xô Viết không có còn cái sự đe dọa đối với nước Mỹ nữa. Mặc dù Mỹ họ cũng có những cái tên lửa như vậy, để hồi đó hai bên hiểu với nhau là bằng cái map, tức là mutual assured destruction. Okay. Thì nếu mà Nga bắn qua, Mỹ bắn lại là hai bên đều chết hết. Đó là cái mà giữ cho hai bên cân bằng với nhau, không ai dám bắn hết. Rồi khi mà nó nghĩ tới cái space based laser weapon, tức là những cái high energy, cái energy năng lượng cao đặt trên không gian mà bắn mấy cái đó, thì Mỹ nó sẽ có một cái thế thượng phong hơn. Nếu mà thành công, thì mình nghĩ rõ ràng là một cái sự điên cuồng của con người là một cái chuyện mà nó không tưởng. Khi mình làm nghiên cứu thì mình thích, nhưng mà mình sau đó mình nghĩ lại, nhà mình nằm mình suy nghĩ lại, what the heck I'm doing. rồi cái một cái chuyện mà nó làm mình hoàn toàn nghĩa là bắt đầu nghi ngờ hết cả một chuyện, là cái cuộc chiến tranh, cái lần đánh đầu tiên ở Kuwait đó. Saddam Hussein xâm lấn Kuwait, rồi tổng thống Bush mới là qua liberate, rồi cái ông Bush cha đó, ông qua ông liberate, rồi ông chỉ đuổi Saddam Hussein về tới Kuwait thôi, rồi ông trở lại. Thành ra nó cũng không có nhiều cái gì mà nguy hiểm quá. Rồi cái lần thứ nhì đó, mình biết là cái lần thứ nhất là chỉ là đe dọa, lần thứ nhì nó mới chiếm luôn Kuwait là phải, Saddam Hussein chiếm Kuwait. Rồi cái tổng thống Bush, Walker đó, Herbert Walker Bush, George Herbert Walker Bush, W, ông lên đó mới là đánh lần thứ nhì mà kỳ này đó, massacre mấy dân người Iraq, quân đội và nhân dân Iraq. Mình thấy nó cái gì nó dã man quá. Mà mình có coi một cái chương trình phỏng vấn của cái ông, một cái chắc là documentary của ông tướng Mỹ là Norman Schwarzkopf. Đó, ông lên ông năn nỉ ông tổng thống Bush đó,
you have to stop this, Mr. President. Tổng thống phải ngừng cái chuyện này. Họ không có đánh gì, họ chỉ bỏ, họ chạy thôi à. Mà mình cứ theo mình trong một tiếng 15 phút mình đã giết 10.000 người lính Iraq rồi. Trong một 15 phút đồng hồ. Vì tất cả những cái võ khí mà tối tân nhất của Mỹ, kỹ thuật cao nhất của Mỹ đó, nó quá thừa khả năng. Một cái thí dụ nữa là ông một người khác cũng mention đó là Iraq họ chôn mấy cái xăng của họ dưới cái cát á. Yeah. Thì ban đêm nó nóng á. Thành ra, you know, cái cát nó nóng rồi cái xăng nó cũng nóng luôn. Thành ra cái mấy xe tàu nó không thấy được. Ban ngày nó nóng, chứ xin lỗi, ban ngày cái mặt trời nó chiếu xuống. Thành ra nó chôn dưới đó, nó tưởng là mấy cái xe tàu Mỹ không có thấy. Nhưng mà khi ban đêm tới đó, thì cái cát nó nguội đi. Còn mấy cái xe tăng nó còn nóng. Thì cái tia mà hồng ngoại tuyến á, nó vẫn betray them, nó vẫn cho mình thấy là mấy cái xe tăng nằm ở ngay đó. Thành ra sáng hôm sau Mỹ nó có thể dội bay bom qua mấy cái trường nhà. Thì rồi sau đó mấy người đó họ phải bỏ chạy thôi. Họ đâu có còn cái gì để mà, họ không có cái gì khác ngoài trừ cái lực lượng về xe tăng họ rất là mạnh như vậy. Họ không có cái khả năng gì khác. Không quân của họ hoàn toàn là không có chống nổi Mỹ. Mà mình thấy họ bỏ họ chạy rồi. Ông lên ông nói với Tổng thống Bush là như là bây giờ là họ chỉ chạy thôi mà mình giết họ cái là trong 15 năm thì rất là thể giết 10.000 người. Mà cái thời gian đó là anh đang làm cho Department of Defense. Không, mình làm cho Northrop. Northrop, right, yeah. Vì cái đó lúc đó là anh làm cho Northrop là anh đào tạo ra những cái vũ khí hay là anh sẵn dụng. Mình làm khi làm trước hết là TRW, sau khi General Atomic ấy, thì mình có làm cái là TRW rồi cũng qua Northrop thì mình làm về mấy cái laser, high energy laser đó. Nói những cái energy này cái năng lượng thật cao giống như Star Wars vậy, đại khái như Star Wars vậy đó. Nhưng mà cái đó chưa đụng vô vũ khí. Dùng cho vũ khí nha. Tại vì em ngồi em nghe anh có một cái sự thay đổi trong cái tiềm thức hay là một cái trong cái conscious của anh đó. Bắt đầu từ cái đó mình làm, mình xong cái nó được bị cancel nữa là mình thấy là những cái này thật sự cái thấy nó là một cái phi lý về chính trị, nó dùng cái đó để nó dọa đe dọa bên kia. Tiếng Anh gọi là cái ý nghĩa stable rattling á. Mình hăm dọa bên kia vậy đó. Yeah. Nó không có ý nghĩa mà đây mình để cả cái tâm huyết mình dành làm. Thì mình rất là serious những cái chuyện mình làm real, nhưng mà thì có một cả thể một ngày nào đó có những một số những cái chuyện làm của những người như mình đó thì nó có thể được dùng, nhưng mà then nó có thể bị cancel bất cứ lúc nào. Cái đó là một cái lý do ích kỷ. Cái thứ hai đó là mình thấy cái cuộc chiến tranh đó nó vô nghĩa quá, tự nhiên chứ không phù du giết một cái số người như vậy không doesn't make sense. Không có một cái, chắc có lẽ càng ngày khi mình có gia đình rồi có con rồi thì mình bắt đầu mình suy nghĩ khác hơn. Mà cái lúc đó là anh có con chưa? Tại vì anh nói là hồi nãy đó là cuối cùng lúc bắt đầu là có con là anh bắt đầu có cái sự suy nghĩ khác, thay đổi về hướng về cái ngành phim hơn. Thì chưa cái nữa, anh là mình phải chuyển qua một cái ngành khác đó, gọi là khi nãy mình nói optical engineer, computing đó, thì mình có chuyển qua cái ngành đó. Thì cái phạm vi chính mà mình làm lúc đó là holographic memory. Wow. Là ghi lại những cái data bằng hologram, dùng laser để mà ghi a vast amount of data, you know, bằng một cái số lượng tin tức rất là lớn bằng những cái hologram mình ghi trong những cái crystal thật là nhỏ như này. Yeah. Energy cái density, cái độ mà độ đặc á, độ đặc của nó đó nó cao vô cùng và nó có thể đọc ra rất là nhanh. Bởi vì nó bạn như mình nói bản chất của ánh sáng là gì, cái bandwidth nó rất là large. Là một phần nữa là bởi vì nó parallel, nó song song với nhau. Nó có nhiều hàng triệu cái channel cùng một lúc vậy đó. Như mình chụp một cái tấm hình, mỗi cái pixel như mình có thể tưởng tượng mỗi cái pixel của tấm hình đó là một cái channel, một cái equivalent với một cái channel của bên electrical computer vậy đó. So một cái fundamental concept nó hoàn toàn khác. You see, một cái technology nó cái technology mình có thể push tới một cái limit nào đó rồi thì mình không thể vượt qua cái định luật của thiên nhiên được nữa. Mình muốn làm được tốt hơn nữa đó, mình phải tìm một cái technology khác. Mà cái đó ai hướng dẫn cái đội đó, anh đi apply cho cái công việc đó hay là cái người cùng trong hãng của mình làm trong hãng một cái center Dạ. Một cái nhóm nó làm về đó.
Vậy nó kêu anh qua. Không, mình tới mình chơi volleyball nó buổi trưa đó. Rồi thì nói chuyện qua lại với nó, hỏi mình làm gì, mình nói nó làm gì vậy đó. Thì lâu lâu ngồi nói chuyện nhau. Thì bữa đó thì nó nói bây giờ là tụi nó đang cần một người mà như vậy đó. Thì nó đang bắt đầu nó đăng báo hay là nó tìm tuyển tuyển người đó. Thì mình mới lên buổi trưa đó thì mình lên nói chuyện với ổng. Cái ông mà manager của cái project đó đó. Thì ổng hỏi làm gì rồi mình nói với ổng mình làm gì đó. Thì họ cần một người mà you know, even though một cái research trong phạm vi vật lý nhưng mà nó liên quan tới toán học rất là nhiều. Cái này mình deal với information là how to compress and data and all that. Mình làm thì mình nén được những cái tin tức đó. Tin tức Thành ra mình cần người toán vào và biết về laser. Thì khi mà mình làm General Atomic mà lúc đi làm về fusion energy đó thì mình có dùng cái laser để mình đo nhiệt độ. Rồi, dạ. 100 triệu độ, nhưng trước đó mình chưa có đạt đến 100 triệu độ, mình đạt tới chừng như cái maximum cuối cùng có chừng 90 triệu độ vậy đó. Thì nghĩa là tới triệu nhưng mà làm sao mình đo, mình đâu có cái gì mình đút vô đó mình đo được. Phải có laser. Chưa đút tới đó nó mèo thì mới chịu đời. Thì mình phải chiếu một cái tia laser vô. Rồi cái đó nó scatter trở lại, tức là nó phản ảnh trở lại đó. Nó tiêu thì nó thì phát mình ảnh giờ nó một cái process như là gọi là scattering tiếng Anh đó. Thì cái từ vật lý mình xin lỗi là mình dùng quá nhiều tiếng Anh, là bởi vì những cái chữ này mình không biết cái tiếng Việt, mình học vật lý bên Việt Nam. Thành đó thì mình dùng cái ánh sáng mà nó phản chiếu lại ngược lại đó, không phải là phản chiếu thì không đúng, nhưng mà nó scatter trở lại đó. Thì cái tia phản chiếu trở lại đó nó bị thay đổi bởi cái nhiệt độ trong đó. Nhiệt độ nó càng nóng nhiều thì nó thay đổi càng nhiều. Thì mình có một cái cách để mình từ đó Để mình đo. biết được là mình đo được cái nhiệt độ đó. Thì do đó mình biết về laser. Rồi sau đó mình có học một vài lớp trong lúc mà làm ở dưới San Diego đó, mình học vài lớp về laser. Thì về optical, có optics in general, nên tầm đó là quang học, hết về quang học. Thì sau đó thì mình mới lên mình rồi sau đó mình làm về high energy laser thời gian nữa đó, để bắn mấy cái missile đó. So mà bây giờ bên này thì họ dùng laser để làm hologram. Thì cái laser của bên này thì không cần cái gì, cái năng lượng cao, nó chỉ làm năng lượng thấp hơn, nhưng mà những cái đòi hỏi về cái quality, tức là cái phẩm chất của cái tia laser nó rất là cao. Mà cái đó đó thì khi mà dùng laser để bắn mấy cái missile, mình cũng cần cái phẩm chất của laser rất là cao. Vì cái phẩm chất của cái laser mà càng cao đó thì mình càng hội tụ nó là một điểm nhỏ được. Cái phẩm chất mà laser không có tốt, mình không có focus nó lại một cái điểm nhỏ được. Thì mình không có đi qua nổi cái vỏ của cái missile, nó làm bằng sắt dày rồi này kia đó. So cái laser phải có những cái nó rất là đặc biệt, nó làm cho cái laser nó có cái tia là sáng laser chính xác. Nó có thể focus lại rất là nhỏ. Beyond tất cả những cái laser gì mình để đọc DVD rồi này kia đó, những cái đó là rất là low quality, cái beam quality đó nó không có tốt như là cái laser. Và bên này làm về holographic memory cũng cần những cái laser cũng có cái quality rất là tốt như vậy. Thành ra nhờ những cái background knowledge như vậy đó, những cái chuyện mình kéo anh qua. Mình kéo làm thêm. Rồi anh, cái thời gian đó là anh vẫn, anh có nghiên cứu phim hay là cái không bằng luôn. cái ơn kêu gọi nó nằm ở đâu? Kêu gọi đó từ lúc mà như nãy mình nói là mình bắt đầu có một đứa con trai. Thì mình nuôi nó lớn lên, thấy cái sự tò mò của nó, thấy nó cái gì nó cũng muốn biết, gì muốn thử, gì muốn hiểu. Rồi thấy nó coi mấy cái phim hoạt hình đó, dễ xài lắm. Rồi cái đó nó dần dà nó làm cho mình như là cái đam mê về điện ảnh. Không biết nó, tại sao mình cũng không biết, mình cũng không cách nghĩa được vì ai hỏi tại sao. Nhiều khi mình ngồi mình cố gắng mình lập luận thử, nhưng mà không biết tại sao, nhưng mà mình chỉ cái mà mình gần nhất mà mình có thể biết được là vì gì cái đứa con trai mà mình nuôi nó lớn là đứa con trai đầu lòng á. Thì cái sự tìm tòi hiểu biết, cái cách nó ngó cái thế giới bên ngoài đấy, visually, những cái nhãn Cách quan, nhìn của nó đó. Nhìn của nó đó, thì làm cho mình nó Được bắt đầu tò dễ mấy cái stick figure, tất cả những cái đó nó làm cho mình bắt đầu mình dễ mấy cái stick figure cho nó chơi với nó ở nó muốn con mèo con chó hay là cái gì. Rồi từ từ mình nghĩ hồi nhỏ đó, lúc mà mình lớn lên đó thì mình rất là thích vẽ những cái stick figure như vậy. Khi mình đi coi phim về thì những cái kỳ
coi cái phim mà Samurai nãy đó, bảy người hiệp sĩ. Yeah. Về thì mình bắt mình vẽ cái hai người đánh kiếm như, hay là cao bồi cưỡi ngựa rồi về nhà mình vẽ cao bồi cái mình thích vậy đó. Thì mình bắt đầu vẽ thì nó cái đó nó somehow nó relate to cái phim or something, không biết cái đúng như vậy không, nhưng mà cái đó là cái giả thuyết của mình như vậy. Thì mình thích bắt đầu mình đi học vẽ với community college á, với cái đại học cộng đồng đó, thì mình học drawing thôi chứ không phải là painting, chỉ vẽ vẽ mà vẽ vẽ bút chì thì cái gì thôi đó. Thì rồi rồi xong rồi cái lúc mà nó lớn lên á, thì lúc đó ba mình bắt đầu bệnh terminally yếu, thì mình thấy càng ngày càng yếu đi, thì bệnh mà nan y á. So, thì giữa hai cái mầm sống nó đang nảy nảy nở lên, và một cái sự ra đi, một cái sự tuyệt chiêu của cái đời sống, thì nó làm cho mình có một cái thắc mắc. Và trong lúc đó, cái research thì nó có lúc lên, có lúc nó xuống, nên nó lại thuộc quá nhiều vào cái chính trị lúc đó. Thành mình bắt đầu mình rồi cái hơn được cái cuộc chiến tranh, mà cái thảm khốc của chiến tranh ở bên Iraq rồi này kia đó, ở bên Kuwait đó, nó làm cho mình có một cái gì mình không có muốn dính líu tới cái defense này, cái quốc phòng ấy. Quốc phòng. Và mình thấy nó hơi cái hơi vô nghĩa của nó. Thành không biết là cuộc đời có cái gì có nghĩa không, có cái gì là hoàn toàn có nghĩa. Mà lúc đó anh khoảng khoảng bao nhiêu tuổi? Lúc đó chắc cũng khoảng 30 mấy 40, mấy 40 cả đó. Rồi bắt đầu nó có cái sự thay đổi trong 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 con người của anh về cái nội tâm của anh. Rồi anh bắt đầu học vẽ, rồi anh có coi thêm phim hay là làm sao mà nó phát triển? Dần dần từ từ rồi mình coi phim, với coi cái đứa con mình nó coi phim á. Tự nhiên hơn nữa, có thể cũng sớm hơn nhìn nữa là có thể là vì mình lớn lên với lại cái điện ảnh á, hồi nhỏ ở nhà có cái rạp chiếu bóng, rồi mình cứ trốn ở trong đó mình coi phim, rồi trong khi cái cuộc chiến tranh thảm khốc nó xảy ra bên ngoài, thành ra nó có thể nó để lại một cái ấn tượng. Nhưng mà bị gì lớn lên, một cái sự thay đổi rất là lớn khi mà miền Nam bị sụp đổ rồi này kia, nó làm cho mình như là mình dồn ép cái đó, mình nén ép nó lại trong cái tâm thức của mình á, một cái repression, một cái sự mà đè nén trong cái nội tâm của mình đó, mà mình tưởng là mình vượt qua rồi, mình tưởng là mình quên đi rồi, nhưng mà có một ngày nào đó tự nhiên nó một khơi ra duyên cớ gì không có quan trọng gì hết, không có ăn nhầm gì, tự nhiên nó lại bùng phát ra lại. Tự nhiên mình nói thì nghe có thể không có tin được, một ngày đó mình thức dậy mình cảm thấy mình muốn làm phim vậy, cái này exaggerated nhưng chắc là cũng không phải như vậy. Nhưng mà lúc đó anh có mất cái động lực để làm vật lý không, hay là anh vẫn cảm thấy là ok anh cũng phải đi kiếm tiền cho gia đình, hay là anh hoàn toàn anh Thì mình cũng có may mắn là lúc đó Hưng Anh đi làm rồi đó, Hưng Anh xong học xong cái thực tập về y khoa đó, rồi cái bắt đầu đi làm, rồi cũng đời sống nó cũng ổn định hơn nhiều. Thành lúc đó mình cũng đã có nhà rồi này kia, không có phải lo hồi trước là cứ ở chỗ này vài tháng này kia sau khi lập gia đình trong một năm rưỡi dọn nhà ba lần như vậy. Rồi cái lần mua nhà đầu tiên ở cái một năm rưỡi mà bị break in, bị ăn trộm vô mấy lần nữa, đi lần nữa lần thứ tư. Lúc đó thì mình ở một cái khu tương đối nó ổn định hơn rồi đó. Mình không phải lo nghĩ nhiều. Thì tất cả những cái lý do đó, rồi Hưng Anh đi làm thì có income, rồi cái như là cái tự nhiên cái ước muốn mà mình muốn kể một cái câu chuyện, mình muốn một cái câu chuyện về đời sống, một cái câu chuyện mình cảm thấy cái đời sống nó có cái gì nó hơn cái chuyện khoa học mà mình muốn làm, những cái dự án về khoa học mà mình nghiên cứu, nó trở về với con người, nó trở về với cái gì mà có lẽ hồi nhỏ mình đã gặp nó trước tiên hết, mình đã biết nó trước tiên hết. Thì rồi mình bắt đầu tức cười, mình đi học về vẽ, rồi về xong học vẽ watercolor màu nước, rồi đi học múa hiện đại học mấy năm múa hiện đại rồi đi anh nói múa múa hiện đại
Modern dance. Modern dance, yeah, múa hiện đại. Nhưng mà anh chính anh học cái múa. Yeah. Yeah. Mình múa rất là giỏi nhưng mình thích hiểu về nó, mình thích experience. Yeah. Anh lấy một cái lớp như vậy rồi anh thích thử nghiệm đó. Yeah, yeah. Mà cái lớp đó thì ở trường đại học hay là cái lớp mà ở ngoài trường tư? Gần nhà nè. Ồ, oh, vậy là lúc đó mình đang dạy ở một cái community college về vật lý nữa. Yeah. Làm nhiều chuyện nó rất lung tung, thành ra nó nãy giờ có thể hơi làm lẫn lộn người nghe nhưng mà hay người xem, nhưng mà đó, trong thời gian đó thì mình bắt đầu đi dạy nữa, dạy buổi tối. Yeah. Nhưng giờ mình anh học, cái kiến thức lý của mình đó, mình làm được một cái gì nó có thể nó meaningful hơn, nó có nghĩa hơn là đi làm nghiên cứu về những cái vật lý mà nó có những cái áp dụng về về quốc phòng nó nặng nề quá đó. Cũng may có lúc mình làm quốc phòng mình không có bao giờ làm về về một cái vũ khí nào hết á. Bởi vì cái chuyện mình làm nó là những cái nghiên cứu rất là basic physics, cái fundamental đó. Mình chỉ tìm mấy cái mechanism, còn những cái nhóm mà sau này họ design mấy cái weapon đó thì mình không biết, và mình cũng không có cái security clearance ở Mỹ là mình làm về quốc phòng đó, mình phải người ta phải biết hết gia đình mình mấy thế hệ làm gì, mình không có cái đó, mình ở bên Việt Nam mình qua người ta không có biết, mình cũng không có tin tưởng, người ta không có để cho mình làm những cái, thì mình chỉ làm những cái rất là basic về vật lý thôi, nghiên cứu còn mấy người kia thì là những người engineer, họ kiến thức họ rất là thực tế và họ hiểu biết về cái những cái weapon system, những cái hệ thống vũ khí của liên bang Xô Viết rồi này kia, họ mới làm. Họ chỉ cho mình biết chút xíu cái phần nào mình mới biết. Họ muốn nói vì họ muốn bắn cái gì, nó ở đâu, nó bay bao nhiêu, cái gì mình cần, cái gì mình hỏi họ, họ coi họ có thể cho mình biết được hay không. Phải declassify cái đó. Nó rất là giới hạn. Nó rất là giới hạn mà mình không biết đầu đuôi gì hết. Mình không biết từ đâu nó ra, nó bao nhiêu cái missile, mình không biết. Họ chỉ cho mình biết thì thôi. Họ why do you need to know that? Họ hỏi mình, họ luôn luôn, họ challenge mình. Tại sao mình cần biết cái đó? Rồi họ đi về, họ cứu cái gì tùm lum đó, rồi bữa hôm sau họ mới cho mình biết, hay là họ quyết định không cho mình biết. Thì thấp, nếu mà không cho mình biết thôi thì mình không có như nào. Nhưng mà cái ngành của mình đó là chỉ là như một người professor trong trường đại học đó. Việc làm mình nhìn dẫn publish trên ra những cái tờ báo trên quốc tế, nó không có cái gì là kín, cái gì là bí mật gì hết. Rồi cái lần đầu tiên mà anh có cái tư tưởng là anh muốn become a storyteller, một người mà nói về câu chuyện gì đó, là lúc nào mà nó vào, nó xâm nhập vô cái tư tưởng nội tâm của anh trước? Thật ra lúc đó mình cũng không biết đó là lúc nào, bây giờ đó mình ngó lại đó. Mình nghĩ là cái lúc mà cái đứa con trai nó lớn rồi đó, mình thấy cái đời sống nó có một cái gì nó rất là lạ. Thật ra cái mystery về đời sống đó, cái bí mật về đời sống, cái bí ẩn về đời sống nó còn mạnh hơn là cái bí ẩn về vật lý đối với mình lúc đó nè. Vật lý là mình tìm cái bí ẩn của thiên nhiên, mình muốn tìm hiểu về thiên nhiên. Tại sao như là có những cái chuyện như là bầu trời có cái như là mặt biển có như là ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống trái đất vân vân, thì những cái đó là những cái tò mò về thiên nhiên. Nhưng mà cái này là bây giờ nó trở thành một cái tò mò về cái tâm hồn, một cái sự sống của một cái sinh vật, nó có những cái bắt đầu nó phát triển những cái sự ý thức và bắt đầu có những cái tình cảm, bắt đầu biết buồn, biết giận, biết vui. thì cái đó nó liên quan tới con người, nó liên quan tới con người nhiều hơn, cái đời sống nhiều hơn. Và đời sống thì nó dính liền với những cái câu chuyện. Nhưng mà mình nói có thể nó hơi cực đoan quá, nhưng mà sẽ không có đời sống nếu không có những câu chuyện. Vì như là cái đời sống nếu mà mình không có ghi nó lại được đó, thì nó chỉ là một cái experiment, rồi khi mình sẽ quên đi experience, cái không có thành đời sống. Nhiều khi mình tìm được cái đời sống bằng sau khi mình đọc một cái cuốn sách hay là xem một cái cuốn phim gì đó, người ta có một cái nhận thức nào đó về cái đời sống và nó khác hơn cái gì mình biết. Dù mình nuôi đứa con mình trực tiếp với nó đó, thì mình chỉ biết cái đời sống trong một cái gì nó rất là hạn chế của cái kinh nghiệm của mình với đứa con của mình. Nó vừa hạn chế mà nó cũng vừa rất là universal, nó vừa rất là đại đồng. Thì
Từ hai cái đó mình không biết chứ. Mình biết là mình đang nói rất là rất là nhưng mà phức tạp, vì I haven't resolved everything. Mình chưa có process. Mình chưa hiểu được hoàn toàn về cái đời sống, thành ra mình chưa có lập luận được nó một cách là rõ ràng hơn, nhưng mà mình chỉ có một số những cái nhận thức nhỏ vậy đó. Thì thấy cái đời sống của một cái sự lớn lên, cái tăng trưởng của đứa nhỏ, cái sự mất đi từ dần già của cha mình, thì mình thấy nó, cái gì nó rất là challenging, nó rất là thử thách, nó rất là làm cho mình tò mò, mình muốn tìm hiểu. Thì một những cách tìm hiểu, nó có thể một người họ có thể vẽ bức tranh, cái người họ họ soạn một cái bài nhạc, họ viết một quyển sách, thì mình trở lại với một cái môi trường, một cái medium mà mình quen thuộc hơn là hình ảnh, và hình ảnh động với những cái âm thanh thì nó là điện ảnh. Thì thật ra mình không có thích dùng chữ điện ảnh lắm, vì điện nó gắn liền với một cái kỹ thuật, thì điện có thể trong tương lai mình không cần phải điện, mình dùng một cái dạng năng lượng gì khác, nhưng mà bây giờ thì nó là điện. Thì cũng như hồi xưa người ta gọi là máy điện toán, là những cái máy tính. Trong tương lai những cái máy tính nó có thể là optical, có thể là quantum. Quantum computation là một cái bước còn đi xa hơn nữa. Sau cái ánh sáng đó, thì cái ánh sáng nó cũng approach cái quantum limit, nhưng mà khi mình làm được cái quantum computer, như là cái máy vi tính mà bằng vật lý nguyên lượng ấy, thì nó còn một bước kinh khủng. Bây giờ một cái sự cạnh tranh rất là gắt gao giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc và Nhật, đấu đá về cái quantum. Nhưng mà cái đó là một cái step, một cái bước xa hơn trong tương lai nữa. Có thể trước đó là optic, có thể. Vì cái lúc mà anh bắt đầu là đi vào cái hướng đi về ngành phim á, ngành điện ảnh á, thì anh có phải lấy một cái lớp hay là cái gì động lực cho anh bước vào cái hướng đi đó? Thật ra cái động lực là mình đã có rồi, bằng ngó đứa nhỏ nhà cha mình, cái con mình nhà cha mình, và cái kỷ niệm thời xưa, cái những cái kiến thức từ thời xưa nó trở về với mình rất là đồng hồ. Nhưng mà để có một cái động, có một cái kiến thức mà thực tế đó, bắt tay vào cái chuyện mà làm đó, phim đó, thực tế đó, mình có cái đam mê nhưng mình không biết phải làm sao, thì mình mới đi học. Thì nhưng khi đó mình vẫn còn đi làm ban ngày, nhưng mà ban đêm thì mình đi học ở UCLA Extension. Thì như mình biết, UCLA nó có trường film school cho những người đi học ban ngày, đó là những sinh viên thực sự. Còn mình là một cái lớp nó dạy ban tối, và dạy extension tức là một cái lớp thêm, một cái lớp mà extension bổ sung, bổ sung nhưng mà nó extend là extend cái chương trình buổi sáng, nhưng mà nó không phải là những người học xong buổi sáng là đi học bổ sung buổi tối, không phải vậy. Nhưng này họ cũng dạy song song như vậy, họ cũng dạy tất cả những cái kiến thức về làm phim rồi đó, nhưng mà nó trong cái chương trình nói chung là UCLA extension. Thì nó có một cái những cái chứng chỉ, mình ghi tên và mình học một cái chứng chỉ chuyên về làm phim. Mình thì chuyên về viết kịch bản và đạo diễn, thì cái đó nó khoảng chừng 3 năm. Thì mỗi semester mình học được 2 lớp, rồi những cái năm cuối cùng á, khoảng năm cuối cùng á, thì mình làm cái phim ngắn để ra trường, thì được cái certificate, hoặc là certificate của cái chứng chỉ. Thì mình ban ngày thì mình vẫn đi làm việc, rồi ban đêm thì mình học cái đó, cho tới khi bắt đầu làm cái phim ngắn á, thì lúc đó thì cái điều kiện cũng cho phép mình nghỉ việc. Mình cũng không có tìm được những cái chuyện mà mình làm mà mình thích ở trong cái chuyện mình đang làm á, với lại cái nhu cầu phải làm cái phim ngắn, nên là mình nghỉ việc mình làm phim. Là lúc đó đó là anh nghỉ việc làm luôn đó hả? Từ giai đoạn đó anh retire rồi anh bước vào ngành phim, đi dạy chút xíu nha. Rồi bắt đầu bước vô ngành phim, thì lúc mà bấm máy để mà làm cái phim ngắn á, ở trong trường á, là anh đã dứt khoát cái bên bên vật lý, bên Department of Defense, anh bước ra hoàn toàn Northrop. Rồi anh bước qua rồi cái đề tài mà làm phim ngắn á là như thế nào anh? Phim ngắn mình trước đó là nó rất là nhỏ. Thì khi đó mình làm á, thì cái đề tài nó một cái fable, một cái gì, một cái fable là mình nói như một cái ẩn, một cái fable ngụ ngôn, hay một cái chuyện ngụ ngôn nha.
Dạ, có thể nói là một, dạ, một cái chuyện ngụ ngôn có lẽ vậy. Để lát mình lật từ điển không cho được. không phải là không phải là tiểu thuyết nhưng mà Không, mình dạ. Không biết là Fable. Ken có nghe về cái Trang Tử không? Một người lý gia triết gia là Trang Tử. Thì ông ta là thuộc cái trường phái gọi là Đạo gia. Thì có một cái chuyện rất là nổi tiếng về ông ta mà nó cũng làm cho mình fascinated, mình hết sức là mê mẩn, là ông nói là ông nói có nhiều lúc ông có một cái thắc mắc đó, ông không biết ông là đang là Trang Tử, ông là một đang là một cái con bướm mà biến thành Trang Tử bây giờ và như là một con người, hay ông là con người mình quên đấy, đang mơ trở thành con bướm. Thì là cái gì là Trang Tử mà cái gì là con bướm, mà cái gì là mình nói rất là dở cái này. Ông ta nói hay hơn nhiều. Ông nói là trong một cái giấc mơ, gọi là giấc mơ Trang Tử hay là giấc mộng Trang Sinh đó, thì ông tỉnh dậy, khi ông tỉnh dậy dậy là một cái giấc từ một cái giấc mơ. Ông không biết đó, ông là con bướm đang mơ ông là con người, hay là ông là con người hồi nãy ông nằm mơ ông thấy con bướm. Bây giờ nó rõ hơn chút xíu rồi, phải đặt nó đúng lắm. Thì đó, cái đó nó làm cho mình rất là nó kích thích cái sự tò mò, cái sự cái là tưởng tượng của mình rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình ngồi nghĩ là mình làm một cái phim về chuyện đó Rất như rắc rối. như đá vậy đó, vì nó cái đề tài nó hết sức là phức tạp. Thì mấy thầy đời này kia trong trong trường cũng đó là hết sức là rụt rè mà như là cố vấn cho mình cái chuyện đó, họ nghĩ là nó hết sức là rất là khó làm cho nó ra được, mà mình nhất định mình khăng khăng mình đòi Mà làm. nhất là phim ngắn nữa. Mà nhất là phim ngắn nữa. Thì do đó mà mình nghĩ là mình ngồi nghĩ lại cái phim ngắn mình dở thiệt vì nó không có đạt được cái đó. Trang Tử ông chỉ nói có hai câu mà nó gây cho mình xúc động đó, bao nhiêu người khác, ngàn triệu người khác xúc động, còn cái phim ngắn mình 15 phút, làm 1 năm mấy, đi học 2 năm mấy nữa mà chưa chắc được cái hiệu quả như là ông nói 2 câu ngắn Nhưng mà thôi. cái đó đó, những cái kinh nghiệm đó mà trong cái lĩnh vực mà nghệ sĩ đó là mình phải bắt đầu từ từ bất cứ chỗ nào mình làm có thể làm được ấy, thì mình phải bắt đầu. Còn không thì không bao giờ có cái ngày, không có bao giờ có cái bước đầu tiên. Tại vì anh làm như vậy thì nó mới ra cái bước đầu tiên, rồi từ đó nó mới đẻ ra những cái ý tưởng khác. Thật ra nhưng mà sâu hơn nữa, cái nguồn gốc cái giấc mơ Trang Tử mới là mình thích, là bởi vì mình đã nói nghiên cứu thì quá lố, như tìm hiểu về cái đạo gia đó từ lâu rồi, thì bắt đầu là trước nữa là Phật giáo, thì mình rất tò mò về cái đạo Phật, không phải như một cái tôn giáo nhưng mà một cái hệ thống suy nghĩ gì đó, Một cái triết lý á. một cái triết lý gì đó, một cái system of thought, một cái triết lý, thì cũng không phải thì triết lý trong cái nghĩa của Tây phương như là thuyết về cạt hay là thuyết của căn hay là Freud hay gì, nhưng mà nó là một cái hệ thống tư tưởng mà mình thấy nó hết sức là gút chiếc của Phật giáo. Rồi về sau thì mình hơn nữa, hồi xưa ba mình cũng có cho mình cuốn sách gọi là cái Nam Hoa Kinh, là một cái cuốn sách mà cái kể chuyện đó là phong thần, cái chuyện phong cái cuốn sách phong thần, nhưng mà mình nghĩ là nó trích từ trong cái bộ Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Thì nó nói về những cái fantasy, những cái chuyện mà như một cái chim mà vỗ cánh một cái nó bay được 9.000 vạn dặm, 9.000 mai, rồi những cái chuyện mà hoàn Cái toàn nó không có đó thực. là những cái chuyện của người Việt Nam mình viết ra ha anh? Trang Tử là người Trung Quốc. À, Trung Quốc, Thì ổng mặc dù trong cái phía đạo gia thì có Lão Tử là cái người mà sáng lập ra cái đạo gia, nhưng mà ông là một trong những người mà có một cái nhìn về đạo gia mà mình thích hơn là Trang Tử, nên nó có thể nó accessible, nó có thể nó dễ mình cảm nhận Rồi, hơn. rồi anh làm cái phim ngắn như vậy 15 phút rồi anh cảm thấy là nó không có đạt được cái ý của anh đó, thì từ từ cái lúc đó đó anh bước qua thêm cái giai đoạn như thế nào là anh
chuyển qua cái hướng làm một cái feature phim? Cái khó của cái người làm phim hay làm nghệ thuật đó, nhiều khi mình rất là chủ quan, mình không có biết là khó khăn nó nằm, cái khó khăn là một cái khi mình không có phải là cái người mà có thể xét đoán được cái tác phẩm của mình. Yeah. Người khác có thể thấy được cái hay cái dở của tác phẩm mình nhiều khi rõ hơn mình, hay hơn mình. Mình rất là chủ quan, mình không có cái khả năng mà khách quan về cái tác phẩm của mình. Yeah. Nhưng mình không biết cái phim mình dở là cái gì vậy. Cho tới nhiều năm sau này, nhưng mà mình nghĩ là thì mình nói dở cũng phải là, như là mình có thể mình vẫn chủ quan, mình có một số điểm mình vẫn thích về nó. Nhưng mà lúc đó nó thành công trong cái chuyện mà nó làm cho người xem Mà vợ anh lúc đó đó coi cái đó xong á, vợ anh react như thế nào? Hồi đó thì anh nghĩ là chắc nó sẽ, mình không biết nói tiếng Việt sao nha, có thể các cái tiếng Anh là get the bug out of you. Làm cho nó, là làm cho nó ra đó. Âm mê mà nó vô lý quá, nó không có ý nghĩa gì hết. Thì dù làm thử cái rồi chán luôn nha, nó không có ra gì hết rồi chán luôn, bỏ luôn. Đại khái như vậy. Có thể có một cái hy vọng như vậy. Và anh hy vọng là anh làm cho nó ra đi. Dạ, cho mình quên đi cái chuyện quên đi, điên cuồng đó hay là tầm rồ đó. Đại khái như vậy. Nhưng mà từ cái lúc đó đó, anh làm xong cái phim ngắn như vậy đó, rồi bắt đầu anh có cái tư tưởng cái next project anh nghĩ như thế nào? Thì cái next project thì nãy mình nói nó tiếp tục, nó vẫn là cái động lực chính đó, là cái đứa con trai mình nó lớn lên và ba mình mất đi. Thì mình nhớ là hồi nhỏ lúc học trung học đó, thì mình có nghe nói, rồi sau đó có một cái ông thầy ông nói về chuyện đó, rồi sau đó mình có đọc cái tập truyện ngắn của nhà văn Sơn Nam tên là Hương Rừng Cà Mau. Ông viết nghĩa chắc có lẽ là thập niên 50 hay là 60 gì mình quên mất, hay là chắc là 50. Thì trong đó là một cái collection, một cái tuyển tập của những cái chuyện ngắn về cái vùng vùng Cà Mau, cái hương rừng Cà Mau đó. Thì Cà Mau rất là đặc biệt là nó là một cái vùng đất rất là thấp, mà mỗi năm đó tới cái mùa gọi là nước nước nổi đó, thì nước ở trên biển hồ trên Campos nó đổ xuống, thì nó làm cho ngập hết đồng ruộng, người kia ngập hết. Thì ở đó là một cái chỗ mà làm việc ở đồng ruộng, thì người ta cần trâu bò để làm việc, như để khai khẩn đất đai đó, để khai thác đất đai, thành họ cần trâu bò, mà nhất là trâu. Và khi mà nước ngập như vậy đó, thì con trâu nó không còn cái, không có cỏ cho nó ăn nữa. Thành ở đó người đồng bào Miên mà họ định cư đó, họ có một cái phong tục là len trâu, tức là họ tập trung trâu lại thành từng cái nhóm. Len đó tức là họ dẫn nó đi lên một cái vùng đất cao, như là dùng núi bảy núi đó, dùng núi Ba Thê là bảy núi đó, thì đất nó cao, thì nó có còn có cỏ cho trâu nó ăn. Thì ông Sơn Nam sớm có không biết gì, ông lớn ở trong vùng đó, thì có lẽ là vì lý do đó ông biết được cái phong tục đó, và có thể ông cũng đã từng đi len trâu, mình không có chắc lắm về chuyện đó. Nhưng mà cái cách mà ông viết đó thì mình cảm thấy nó hết sức là sống động với những cái chi tiết, thì những cái tình cảm trong đó đó. Thì có thể sau này mình có nói chuyện với, không, mình viết sau kịch bản, mình có đi về chọn cảnh rồi đó, thì mình được sự giúp đỡ của nhà văn Sơn Nam rất là nhiều. Mà mình có hỏi nhà văn Sơn Nam đó là những cái chuyện mà trong cái tập Hương Rừng Cà Mau đó là những cái kinh nghiệm sống thực sự, thì nhà văn Sơn Nam nói không, đây là những cái hư cấu, ok, tức là như là một cái, những cái chuyện mà ông ta đã nghe, ông ta đã lướt lên, hoặc là một số gì ông đã thấy, hay là có những gì ông đã làm, nhưng mà chế lại cấu, là composite nó lại, composite, nó lại để thành ra một cái chuyện mà fiction, tức là không phải là một chuyện thực, không phải là một cái nhật ký, hồi ký. Thì có lẽ nhờ vậy mà nó hết sức là, nó vừa có được một cái sự thực, nó đặt cái căn bản được một cái gì rất là real, rất là thực, nhưng mà nó cũng có một cái phần mà nó vượt ra khỏi cái sự thực đó, nó dẫn mình tới một cái, những cái ẩn dụ khác. Thì trong cái tập Xuân Huyền Cà Mau có hai cái chuyện ngắn, một là mùa len trâu, còn cái kia là một cuộc biển dâu. Thì một cuộc biển dâu là một cái thằng đó, nó
nó cái mùa nước nổi đó, nước nổi mênh mông đồng ruộng, không có cha nó bị mất, không có đất chôn, nó phải trèo đi, nó kiếm chỗ để mà chôn, kiếm cách để chôn cha nó. Thì cuối cùng gặp một cái ông bà đó, họ ở một cái trong một cái gian tròi mênh mông giữa nước như đó, như là cả một cái hồ, cái biển sông như đó. Yeah. Thì người ta cũng đâu có cách nào người ta giúp nó hơn được bằng cách là cho nó được cái khối đá để nó cột vô cái xác của ba nó rồi dìm xuống nước, đợi cho với cái hy vọng là đợi cho nước khô nó được trở lại rồi chôn ổng. Thì đó cái chuyện thứ hai là cái đó là một cuộc biển dâu. Còn mùa Len Trâu là của cái thằng nhỏ đó, nó nhỏ xíu 15 16 tuổi, ba má nó gửi cho nó đi theo cái đoàn Len Trâu. Bởi vì thường thường đó mỗi năm mà họ gửi trâu đi họ phải trả tiền cho mấy cái đứa mà nó len, tức là những đứa mà họ nó dẫn cái đàn trâu họ nó đi tìm cỏ cho họ, nó ông bà kế mùa khô nó đang về thì phải trả tiền cho nó, mà gia đình không có tiền, thành ra phải gửi cái thằng con nhỏ đó cho nó đi theo nó len trâu, thì nó trở về nó thành một cái thằng nghĩa là du đảng. Vì nó trong cái journey đó, trong cái chuyến đi đó nó thấy chứng kiến rất là nhiều, từ cái violin giết chóc cho tới chuyện hãm hiếp rồi những cái chuyện phản bội nhau rồi này kia dần dần. Thì nó grow up một cái transition, một cái rite of passage, một cái bước từ một cái đứa con nít thành một cái người thanh niên, một người trai trẻ, thì nó trở về nó thành một cái người hoàn toàn khác đi. Ba giang má hồ thời gian hồ, đúng là cái chữ giang hồ nó thật. Thì hai chục nhắn này thì mình thêm một số những nhân vật, như là cái nhân vật nữ trong đó, rồi cái nhân vật hai cái ông bà mà cho nó cái cối đá, thì mình cũng là phát triển nó ra thêm để cho nó có một cái character arc, nó có một cái, có cả một cái nhân vật, nó thành một cái nhân vật mà có đầu có đuôi. Thì sao được, tôi nghĩ là trong đó có ba cái thế hệ của đàn ông. Cái ông ba lớn của nó nè, ông ba nó nè, rồi nó nè, và cái thằng con của nó. Thật ra không phải là thằng con của nó, nhưng mà con của cái cô nhân vật nữ mà là vợ của người bạn của nó. Nhưng mà nó lại có cái lòng nó yêu cô đó. Rồi sau khi mà cái ba ruột của thằng nhỏ đó bị giết đi đó, bị trong cái sự cạnh tranh như những cái nhóm Len Trâu nhau đó, thì nó, cái cô đó có đem cái đứa nhỏ tới nhờ nó như là làm cha cho cái đứa nhỏ đó vậy. Yeah. Trước đó thì nó đã yêu, có cái lòng yêu cổ, nhưng mà nó diễn tả hết sức là crude một cái, trong cái gì, trong cái văn hóa mà nó thấy, nhưng không phải là cái văn hóa mà cái tập tục mà nó thấy của những tụi Len Trâu rồi này kia. Nó có một cái đời sống hết sức là giang hồ, ba chìm bảy nổi, mà có những cái hành động nó không phải là tốt đẹp về đạo đức nếu mà mình nhìn như một người thành phố. Thì đó nó có attempt to rape her, nó có như là gần như là một cái hành động mà nó hơi sàm sỡ về tình dục, sách nhiễu tình dục đó với cô ta. Thì cô ta nhất định cự tuyệt thì nó mới bỏ nó đi. Rồi sau này khi mà chồng của cổ chết đi đó, mà trong lúc đó thì nó lại có một cái cảm tình rất đặc biệt với đứa con của cổ. Hai đứa đó nó chơi với nhau trong cái giai đoạn đi Len Trâu mấy tháng trời vậy đó. Thì cái thằng nhỏ nó không ai khác chơi, mấy người khác lớn tuổi thì không có ai chơi nó. Còn cái thằng này mới mười mấy tuổi, thành ra nó thân với thằng này thì có một cái chemistry, cái gì cái biết như vậy. Thành ra cô đem cái đứa nhỏ này về gửi cho nó để cô tiếp tục hy vọng đi tìm được người chồng. Người chồng bị là bắt cóc đi, mất tích, không biết. Thì cái mình rất là, mình construct cái kịch bản, mình viết cái kịch bản trong cái sườn chính là cái ba thế hệ. Thế hệ cha, cái thế hệ của đứa cái nhân vật chính đó, và cái thế hệ của đứa con. Thì suy nghĩ lại thì nó là chính là cái tình trạng mình đang sống ở bên Mỹ lúc đó. Thì cha mình đang sắp mất, bị một bệnh nan y rồi cái đứa con thì nó đang lớn lên. Thì hơn nữa đó, khi mình đọc cái chuyện đó thì mình không có hiểu hết, mà sau này mình viết xong cái kịch bản đó mình mới ngó là mình thấy là cái nước đó sở dĩ mình thích cái câu chuyện đó là bởi vì cái nước, cái trong cái phim đó nước là một cái nhân vật luôn á, chứ không phải là chỉ là một cái bối cảnh thôi. Cái mùa nước nổi đó, thì cái nước trong cái phim đó, nếu mình xem mình thấy nó là một cái character,
một cái character, nhưng mà hơn nữa nó có một cái ẩn dụ nữa. Cái character nó come với một cái ý nghĩa tiềm ẩn ở bên trong. Yeah. Thì thường thường nước ở trong nhiều cái văn hóa khác nhau, Tây phương lẫn lẫn Đông phương đó, nó là một cái nguồn của sự sống, nó là một cái gì rất là trong sạch, purification, yeah. nguồn của sự sống. Thì trong cái phim đó, đó nếu mà không có nước đó, thì không có lúa gạo, không có tôm cá, nó không có cái, nó là cái nguồn chu kỳ, cái chu kỳ của nó là đem lại cái thực phẩm cho người dân, nó đem lại cái sự sống. Nếu không có nước là không có sự sống được, không có cây cỏ, không có tôm cá, không có con người. Mà hơn nữa đó, mà cùng lúc đó, bên cạnh đó đó, thì trong cái nước đó chính là cái môi trường của cái sự, những cái xác trâu bò lúc mà nước ngập rồi này kia, và những cái đồng ruộng rồi nó bị chết đi vì nước nó tràn rồi đó, thì cái cây cỏ nó thối rữa đi, nó chết đi. Thì nhiều cái hình ảnh trong cái phim đó nó gợi lên cái ý nghĩa là nó là một môi trường của sự chết nữa. Trâu bò người ta lan đi bị chết, nó cũng chìm trong cái bộ xương nằm ở dưới nước rồi này kia. Thì nước là một cái mix metaphor, một cái ẩn dụ mà nó phối hợp, nó phức tạp hơn, nó không phải chỉ là một cái sự sống hay là sự chết không, mà nó cả cái sự chết và sự sống, là cái gì mà mình thấy nó trên bề mặt nó đối kháng nhau, nhưng mà nó không có tách rời nhau được, nó đều hiện hữu trong cái nước đó. So, sau khi mà mình ý thức được cái chuyện đó, lúc mình viết kịch bản mình không có thấy được, mình thích cái hai cái chuyện ngắn, thích cái bối cảnh đó, mình không biết tại sao mà không biết là nó có cái ý nghĩa gì, nhưng mà trong cái phần cái tiềm thức của mình đó, cũng giống như cái chuyện mình thích ra làm phim, mình không biết tại sao, nhưng mà khi nó thể hiện ra đó, thì mình mới grab nó, mình chấp nhận nó, mình use nó. Okay. Chứ còn những cái trong đời sống mình không có hiểu được hết, mình thấy còn rất là nhiều cái câu hỏi về đời sống mà mình vẫn chưa có biết ra, là chính con người mình cũng như khi mình ngó lại. Yeah. Nhiều khi em ngồi đây em nghe anh nói chuyện 15-20 phút vừa rồi về cái đường đi, cái journey của anh trong ngành phim, em có một cái ý tưởng là nó cũng không khác gì là một cái tôn giáo nữa, là nó giúp cho anh Minh một cái đường lối nhìn và hướng về nội tâm của anh, soi lại coi những cái cuộc mà anh suy nghĩ về ba anh, về con anh mới sinh ra, những cái mầu nhiệm hay là những cái kêu bằng bí ẩn, nó không có được xuất hiện ra, nhưng mà từ từ nó cũng như là tôn giáo, mình từ từ mình cứ mỗi ngày mình đọc kinh, mình luyện kinh, hay là mình đi vào cái hướng mà mental prayer, hay là nó ra. Em không muốn làm cái direct comparison như vậy, nhưng mà em có cái feeling là anh dùng cái đó để khám phá ra cái hướng đi của cuộc sống, make cho nó make sense. Yeah. Thì mình không biết là cái tôn giáo mình không có lớn lên một cách mộ đạo, không mộ đạo gì hết, ngay cả đạo Phật mình thích cái triết lý đó, nhưng mà không có đi chùa thường xuyên là thực hành, như là hồi nhỏ cứ đi gia đình Phật tử như là một cái hình thức hướng đạo vậy đó. Nhưng mà không có bao giờ mà học kinh hay là đọc mỗi tối hay là theo những gì đó, cái tập quán của bên tôn giáo hay là những cái đòi hỏi của đạo Phật như là một cái tôn giáo, mình đi theo đạo Phật như là một cái triết học nhiều hơn, mà có thể là cái tông của tôn giáo mà mình thích nhất là thiền học, thì nó không có cái vấn đề về tôn giáo, một cái thực hành tôn giáo, mà nó như là một cái tiếng Việt mình có thể là metaphysics, là siêu hình học, nghĩa siêu hình học, một cái hơn có một cái triết lý, nó có là một cái không phải như triết lý theo cái nghĩa Tây phương, nhưng mà nó có một cái gì nó về cái cuộc sống, nó cho mình được một cái, nó tỏa ra những cái cuộc sống, và mình không có nghĩa là mình có thể giải thích được cuộc sống, bởi vì cái cuộc sống nó làm vậy, mình chấp nhận nó vậy, nhưng mà nó đem lại cho mình một số những cái nhận thức về cái hiện hữu của mình trong trong cái cuộc đời. Thì mình không có nói rõ hơn điều gì, mình chưa có, mình không phải là một cái nhà triết gia, cũng không phải là, vẫn còn đang cái là khám phá, chiến đấu chiến đấu và khám phá. Có thể một ngày nào đó mình lớn tuổi hơn, có thể mình có một cái nhìn
rõ hơn. Cũng như là hai cái câu chuyện mà khi nào mình nói mình viết cái kịch bản đầu tiên của Mùa Lan Trâu đó, mình không có hiểu được cái ẩn dụ về nước. Cho tới khi mà mình viết được cái kịch bản cũng 3/4 rồi, mình mới nói ôi, cái này là cái này mình bắt đầu mình nghĩ về những cái cảnh quay đó, mình nghĩ về nước, mình nghĩ về mình quay ở dưới nước, mình nghĩ về đem những cái bộ xương của trâu bò xuống dưới nước để mình quay, hay là những cái lúa rồi nó mục rã trong nước ra như thế nào. Vì cái năm trước mình có đi chọn cảnh, mình trở về Việt Nam đi chọn cảnh thì mình thấy những cái hình ảnh đó, đi đúng gặp cái mùa nước nổi, nhưng mà cuối mùa nước nổi rồi, thành ra không có thấy hoàn toàn cái hùng tráng của cái nước nổi. Thì cho tới năm sau mình mới được như là mở mắt mở nhãn quan là mình thấy cái đó, mà cũng may là cái năm mình quay nữa. Còn cái năm trước thì thấy những hình ảnh mà lúa nó nục ruột rã, trâu bò nó chết ở trong nước, rồi khi mà nước nó rút xuống đó thì những cái bộ xương rồi kia, những cái chiếc thuyền rồi kia nó bị vô nước và nó chìm ở dưới rồi hết mùa, nó bây giờ nó rã ra hết. Nó có một cái đẹp gì, có một cái trong cái sự chết đó, có một người painter người Nhật mà mình được quyền xem cái painting của ông ta ở San Pedro này, ở ngay California này. Thì ông ta vẽ hình về mấy cái lá mà nó chết đi, mấy cái trái cây mà nó mục rửa, hay là những con thú nó chết rồi vậy đó, những cái bộ xương nó còn lại. Thì ông ta nói để mà hiểu về cái đời sống đó thì nhiều khi mình cần ngó vào những cái biểu tượng của sự chết. Thì trong cái sự chết đó có thể mình thấy được cái sự cái sống cái sự sống, the essence of life. Nên là sự sống thì nói lớn quá, nhưng quá. Essence, một dài cái essence, một dài cái tinh túy của cái tinh tố của cái sự sống. Nhiều lúc em trước khi em ngồi với anh nói chuyện về những cái đề tài này, em hy vọng là anh em mình có nhiều thời gian là 2 tiếng, 3 tiếng. Bây giờ em ngồi đây đó, em có những cái mong muốn là mình có 10 tiếng với nhau. Nhưng mà hôm nay đó mình tới một cái giai đoạn em muốn đi, tại vì em sợ anh cũng phải đi, em cũng phải đi, nhưng mà em cũng muốn nói về cái đề tài nước, là tại vì nước có rất là nhiều cái ảnh hưởng và những cái ý nghĩa trong cái your body of work. Nó rất là nhiều cái theme, very thematic cho cái việc làm trong ngành phim của anh. Thì cái phim kế tiếp á, là phim anh có thể nói về cái hành trình của cái phim kế tiếp sau khi Mùa Lan Trâu được không? Thì sau khi làm Mùa Lan Trâu đó thì mình có một số những cái dự án phim khác. Thì có một cái dự án là dự định sẽ quay ở California này nữa nè. Có một lần Ken có mention là hỏi mình về cái có muốn làm một cái phim ở California không? Thì mình rất là ngắn gọn đó là có, mình cũng có một về những người tị nạn ở Việt Nam, những người mà không có hội nhập vào được cái xã hội của Mỹ, họ sống bên lề của xã hội, và cái hiện hữu của họ nó có một cái ý nghĩa gì cũng mà mình cảm thấy nó rất là không có được represented, không có được, mình không có thấy nó. Mình thấy người Việt Nam bên này thành công, mở chợ, mở hàng quán, nhưng mà những người mà Việt Nam mà không có hội nhập cho được cái mainstream trong cái xã hội của Mỹ một cách thành công về kinh tế đó, thì có thể những chuyện khác họ rất là thành công, như là họ thành công như những con người có cái đạo đức sống, mà mình thấy nó rất là đặc biệt và nó thành những cái tấm gương cho mình được. Mình muốn làm những cái phim về họ. Thật ra nó trong cái nhân vật chính đó là một cái người tị nạn Việt Nam, nhưng mà một cái người văn vật nữ chính thì là một cái người đàn bà da đen, African American, và một cái nhân vật chính là một người Latino American. Cái nhân vật thứ ba là một cái người gốc Latin. Thì một cái không phải là người Á Châu không, nhưng mà cả một cái cộng đồng của một cái cách sống của những người mà bên lề cái xã hội, họ không có thành công về kinh tế, có thể theo được những cái sự giàu có phát triển của kinh tế của nước Mỹ, mà họ sống bên lề cái xã hội. Nhưng mà rất tiếc phim đó thì nó không phải là phim Việt Nam, không nói tiếng Việt Nam. Nó nói tiếng Anh mà không phải là trong mainstream của nước Mỹ. Thành ra những cái nguồn tài trợ mà mình có thể tìm được để quay phim Mùa Lan Trâu chẳng hạn, hay là những phim khác mà mình muốn làm đó,
thì không được. Ở châu Âu thì nó thấy mình quay ở Cali mà nói tiếng Anh thì tại sao không tìm nhưng mà funding từ Hollywood thôi, yeah, ví dụ như vậy đó. Nhưng mà Hollywood thì đâu bao giờ hỏi cái chuyện này nữa. Từ khi mình có big star hay là gì đó thì có một lúc tìm được một cái cô big star như ý, nhưng mà sau đó thì lại có vấn đề gia đình, cô có thai rồi không có làm được, thành ra cái đó nó we have very good coverage từ cái agency như là William Morris and another one rất là prominent. That's how we get the Spanish star, nhưng mà để đóng cái vai mà cái cô người Latino đó. Nhưng mà anyway thì giữa cái mùa Lan Trâu và nước đó thì mình có cái dự án phim đó mà mình rất là thấy cái gì nó rất là gần với mình đó. Mình đời sống mình ngay đây này, mình không phải là một cái fantasy gì xa vời, nhưng mà nó cũng có một cái phần mà metaphysics behind it mà mình, vì mình không có đi sâu vào nó thì mình không muốn nói, nhưng mà đó là một cái dự án mà mình rất còn hy vọng có thêm một ngày nào đó mình có thể làm được. Mà cái câu chuyện nó nghe rất là hiện đại, tại vì thời gian này trong những cái xã hội của người Mỹ là nó có rất là nhiều cái đề tài để khai thác ra về người Mỹ đen và người Mẹ và văn hóa trong xã hội. Văn hóa trong xã hội nó rất là rắc rối ngày nay. Em hy vọng là một ngày nào đó gần đây thì anh được khai thác cái câu chuyện đó, tại vì nghe rất là hấp dẫn. Mình cũng rất là mong mỏi, vì cái phim nó viết ra thì cái tình trạng xã hội nó khác hơn bây giờ. Bây giờ cái văn hóa nó bùng nổ ra, những cái kiểu chủng tộc nó bùng nổ ra thì nó gây ra một cái động lực, những cái động lực khác hơn, cái hoàn cảnh nó cũng khác hơn. Em liên lạc với anh cách đây mấy tuần về trước á, em nghĩ là em với anh nói chuyện, em biết là trong tâm em là em biết là cái cuộc nói chuyện này nó sẽ rất là hấp dẫn. Em biết trong cái lòng của em á, tại vì em đã từng ngồi nói chuyện với anh những cái lúc mà bữa ăn tối, hay là anh có qua nhà em rồi em qua nhà anh rồi đã nói chuyện rất là nhiều về những cái hành trình, những cái phim. Rồi hôm nay đó là em cảm thấy là nói, anh em mình nói chưa đủ. Em có thể nói chuyện, em có sức để nói thêm 3-4 tiếng nữa, nhưng mà em nghĩ là mình để dành cái cơ hội năm tới, sau cái cuộc bầu cử này nó còn rất là nhiều rắc rối, rồi mình năm tới mình nói chuyện với nhau, mình làm thêm một cái cuộc này. Nhưng mà chắc mình sẽ cho thời gian 4 tiếng, 3 tiếng cho nó dài hơn nữa. Tại vì em có rất là nhiều câu hỏi, em không có hỏi được. Nhưng mà còn một cái đoạn, một cái tập thứ hai em với anh làm. Nếu mà anh có cái, trong tương lai mình có thời gian thêm nữa. Mình nghĩ là nãy giờ mình nói chuyện cũng quá, nhưng mà đối với em quá hấp dẫn. Trước khi mà Ken liên lạc với mình đó, mình nghĩ là chắc là 45 phút mình nói với Ken với ông là nhiều lắm, là tất cả luôn cả mấy cái cuốn phim đã làm và những cái dự án phim và một dự án phim sắp làm nữa. Nhưng mà bây giờ mình nói mới ngó lại đồng hồ gì đã 3 tiếng rồi. 3 tiếng rồi. 3 tiếng rồi. Mà em thấy là nó có rườm quá, nó có dài quá, nó có không bây giờ đó là cái xu hướng mà nói về long form, mà một cái cuộc nói chuyện mà long form á, thì những người nghe về cái cuộc đời của anh á, người ta mới có một cái sự hiểu biết về anh nó còn sâu hơn, và nó không còn mà cái mà mình nghe 10 phút interview ở một cái liên hoan phim, hay là một cái marketing promotion cho cái phim anh, người ta interview anh 3 phút. Bây giờ không còn như vậy. Bây giờ là mình làm cái lối này đó là để ghi lại trong lịch sử điện ảnh, để mình ngồi mình biết cái người mà làm cái phim nó ra, cái tư tưởng và cái original, cái đời sống của họ nó từ đâu ra, phát xuất ra những cái tư tưởng mà mình đang được coi trên màn ảnh. Thì em cảm ơn anh mình rất là nhiều.
cho em một cái cơ hội ngồi nói chuyện với anh. Thì hy vọng là trong cái đầu năm tới mình có cái cơ hội mình ngồi xuống mình làm 2-3 tiếng nữa. Này, em rất là cảm động và cảm ơn anh đã ngồi xuống với em nói chuyện với em. À, thì mình cũng rất là cảm ơn Ken. Đây là một cái dịp lần đầu tiên mà mình ngồi mình nghĩ là những cái chuyện mà hồi xưa tới giờ nhiều cái chuyện mình nói nên mình cũng không biết là mình có những cái ý nghĩa như vậy nữa. Cho tới khi Ken đặt những câu hỏi đó ra đó, thì trước mình chỉ nói sơ qua những cái đề tài mà Ken đề nghị thì mình chỉ rất là superficial, mình đâu có. Rồi khi mình nói chuyện đó thì cái này nó dẫn tới cái kia thì mình mới nhớ lại hoặc là mới articulate nó được, mình mới lập luận nó lên được thì nó mới ra những chuyện mà mình cũng nhiều khi mình cũng thật là ngạc nhiên. Cái bản em gửi cho anh á, mình chưa có cover được, chưa được 1/4 của cái câu hỏi nữa. Ok. Bởi nó hay là nó hay cái long form là như vậy á, là mình có thể mình nói chuyện, mình muốn tới đâu mình chơi tới luôn. Rất là gần sao mình những người khán giả hay thính giả họ gặp mình họ không có luyện trứng thối. Không, đây là cái xu hướng mới mà của ngồi nói chuyện với nhau, tại vì em là thường em nghe mấy cái interview, cuộc interview 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, có khi em ngồi em nghe 5 tiếng, em mê, em ngồi em nghe cái một người họa sĩ kể về cái cuộc sống của người ta, nó nhiều cái chi tiết mà mình nhìn lại cái painting, cái tác phẩm của người ta, phải không? Cái product đó. Rồi mình mới hiểu được cái meaning tại sao mà cái người đó mới tới cái giai đoạn mà làm ra được cái sản phẩm đó. Em cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Rồi anh gửi lời mình cũng cảm ơn Ken là cái gì đâu. Đây là một việc của mình thấy lại tên chính mình. Em sẽ liên lạc với anh sau, rồi có gì anh gửi lời thăm bà xã, say hello. Xem mình cũng gửi lời thăm bà xã. Mấy cháu bây giờ cũng lớn hết rồi hả? Mấy đứa đi nói đi vững chưa? Vững lắm rồi, một đứa 4 tuổi, một đứa 2 tuổi. 2 tuổi đi vững rồi hả? Vững lắm. Bắt đầu 4 tuổi nó bắt đầu cái thế giới rất là bắt đầu nó hiểu. Em đang bắt đầu trải qua những cái mà anh đang kể về cái sự phát triển. Nhưng mà đây là cái tập của anh nói chuyện chứ không phải là cái em nói chuyện về con của em. Em là người mình thấy cái thế giới của tụi nó phong phú dễ sợ mà nhiều khi mình không biết, mình đã qua cái giai đoạn đó rồi nhiều khi mình không có nhớ gì hết. Nhưng mà mình được nhìn qua cái lăng kiến của tụi nó đó, và nó rất là đặc biệt anh. Nhưng mà đáng lẽ mình cũng phải biết cái đó vì mình đã qua cái giai đoạn đó rồi. Có nhiều khi đó là hỏi được rất nhiều. Cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Ken ha. Anh em mình nói chuyện sau. Thank you anh Minh. Okay, bye bye anh. Chào anh.